Ngày xưa ở một vương quốc có tên Thịnh Vượng, nhà vua có 3 người con trai, lần lượt đặt tên là Anton, Louis và Ben. Hai người anh luôn khinh thường người em út vì cho rằng em trai không tài giỏi như mình. Vào một buổi sáng, nhà vua ra lệnh 3 chàng hoàng tử đi vào rừng săn bắn và yêu cầu 3 người ai săn bắn được nhiều thú nhất thì sẽ được trọng thưởng. Người có đói không? Đợi ta cho ăn nha. Nó bị thương được hoàng tử cứu, giờ chỉ chờ ngài cho ăn thôi. Nè, ăn đi. Ăn đi nè. Suốt ngày em chỉ biết cho chim ăn, không biết làm việc gì khác sao? Hoàng tử Ben của chúng ta chỉ biết sống vui sướng như vậy, đâu có năng lực gì mà làm việc khác chứ. Bắt nó làm thịt đi. Hoàng tử thì phải làm những việc lớn lao hơn chứ. Đừng anh, không được. Tâu các hoàng tử, đức vua vừa đã lệnh cho các hoàng tử cùng đi săn bắn với người. Các con hãy cùng thi tài năng của mình, ai bắt được nhiều thú rừng nhất thì ta sẽ trọng thưởng. Dạ rõ. Ta chẳng muốn săn bắn, giết hại con thú nào. Nè, con sói kia, tha cho con cáo, nếu không thì ta bắn nó. Nè, không chạy hả? Ta bắn thật đó. Xin dừng lại, tôi có vài lời muốn nói. Ân nhân cứu tôi hứa sẽ đền ơn ngài. Không cần đâu, ta đối với ai cũng vậy, không muốn sinh linh giết hại lẫn nhau. Tôi biết ngài là hoàng tử hiền lành nhân hậu, nhưng tiếc thay phụ vương và hai anh của ngài không biết điều này. Sau này sẽ có những chuyện xảy ra, nếu nhà vua có ra lệnh gì thì ngài phải là người xin nhận lệnh trước hai anh của mình để lập công nha. Vương quốc sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tôi không thể nói trước được. Lại còn, ta phải xin nhận lệnh trước sao? Đúng vậy, ngài phải nhận lệnh trước hai anh của ngài để lập công. Hãy nhớ lời căn dặn của tôi. Thưa phụ vương, con bắt được 3 con thỏ. Con giỏi lắm. Để xem hai em của con có thành tích gì hay không. Chà, thưa phụ vương, con bắt được 2 con. Ủa, tưởng hoàng tử Ben bắt được nhiều thú lắm chứ, ngay cả một con chim cũng không bắt được sao? Bắt nhiều thú thế nào được, người yếu đuối như thế này vương cung cũng không nổi. Cậu út thì chỉ xem qua bắt bướm thôi. Sao cậu út bắt được mấy con bướm? Con thật thua xa hai anh của con. Con bắt được 1 con sói.
Bắt được cả sói cơ đấy. Vậy sói đâu? Ôi, hoàng tử Ben hôm nay bắt được cả sói. Tài quá à. Nhưng con thả sói chạy rồi. Ben à, là một hoàng tử không thể yếu đuối như vậy được. Hoàng tử rất tài giỏi, nhưng tiếc là đức vua không hề biết tài năng của ngài. Ta không muốn khoe khoang làm chi, ta chỉ muốn sống yên ổn thôi. Từ khi mẫu hậu mất, ta chỉ có ông và con chim này làm bạn à. Cả hai hiểu được ta là đủ rồi, ta không mong gì hơn nữa. Không có được. Nếu ngài chẳng có tài thật sự thì cần yên ổn là đúng. Đằng này ngài tài giỏi còn hơn hai hoàng tử kia. Vả lại vương quốc này cần những người tài giỏi, nhân hậu để cai trị. Ngài phải nuôi chí lớn chứ. Chí lớn gì chứ? Đôi khi ta thật không hiểu tại sao hai anh lại ghét ta nữa. Hôm nay đức vua cùng hai hoàng tử lớn đi dạo vườn hoa. Ta đi theo họ xem có gì vui không? Ồ không, nên nhớ ngài vẫn đang bị quốc vương rèn luyện cung tên. Xin đừng đi, mất công lại bị hai hoàng tử. Không sao, ông đừng có lo, ta chỉ đứng nhìn từ xa thôi à. Đừng. Ồ, thật là đẹp. Vương quốc ta thật là giàu có. Ôi, những quả táo bằng vàng. Một cây táo sẽ ra những quả bằng vàng quý hiếm. Đúng rồi, quý hiếm lắm. Hai hoàng tử đâu? Các con hãy đếm cho ta có bao nhiêu quả táo vàng. Ông đếm thử xem trên cây có bao nhiêu trái. Hoàng tử nào đếm trúng ta sẽ thưởng. Tuân lệnh thưa quốc vương. Em đếm rồi, nó có 24 quả. 25 quả, làm gì mà 24? Không biết đếm thì tránh ra. Ta đếm chỉ có 23 quả. Có 24 quả à? Để em nói với cha là có 24 quả. Ba người nói ba số khác nhau. Để xem phụ vương nghe báo cáo của Anton thế nào, rồi ta sẽ tính. Thưa phụ vương, còn đếm được 25 quả. Thưa hoàng tử, chỉ có 24 quả thôi. Thưa phụ vương, con đếm được 24 quả. Con giỏi lắm, ta sẽ thưởng. Nào, hãy mở tiệc ăn mừng cây táo ra quả bằng vàng. Và hoàng tử Louis tinh mắt nhanh nhẹn đếm đúng. Một, hai, ba, bốn. Thưa quốc vương, mất hết một quả táo rồi. Tại sao lại mất? Ai hái hả? Chúng thần đi tuần qua lại, không thấy ai hái. Chỉ thấy cành cây sao động, liền chạy tới đếm. Thì thấy mất một quả rồi. Tên trộm nào cả gan dám lộng hành như vậy? Phải luân phiên cắt cử một người canh cây cả ngày lẫn đêm cho ta. Ngài phải nhận lệnh trước hai anh của ngài để lập công. Hế, thưa phụ vương, xin cho con được canh cây táo. Không được. Nào Anton, con hãy canh cây táo đi. Dạ vâng, thưa phụ vương. Ta mở cửa lồng rồi đó, ngươi hãy bay đi. Đừng giống như ta, bị nhốt trong cái lồng lớn này. Sau này sẽ có những chuyện xảy ra. Nếu nhà vua có ra lệnh gì, ngài phải là người xin nhận lệnh trước hai anh của mình để lập công nha. Hãy nhớ lời căn dặn của tôi. Xin lỗi cáo, ta không làm được.
Ta nằm một chút, thấy tên trộm thì báo động cho ta biết. Dạ thưa hoàng tử. Một, hai, ba, lại mất thêm một quả táo vàng rồi. Hả? Cây táo này là kho báu của vương quốc ta, còn phải canh chừng. Coi kẻ nào to gan lớn mật đã hái trộm táo vàng thì bắt nó ngay cho ta, đừng để ta thất vọng. Vâng thưa cha, con sẽ bắt được kẻ trộm ngay trong đêm nay. Đào Quốc Dương đã mất thêm một quả táo vàng nữa rồi. Tại sao? Tại sao lại mất? Ai hái hả? Dạ thưa, phụ dương mất. Ta biết rồi, nhưng tại sao lại mất? Ai hái? Dạ con biết. Thưa hoàng tử, cây táo đã mất thêm một quả nữa. Quốc Dương đang rất tức giận. Đây là cơ hội để ngài chứng tỏ bản lĩnh của mình. Hãy bảo vệ cây táo và lấy lại niềm kiêu hãnh của một hoàng tử. Thật là lạ, tại sao hai anh của ta tài giỏi như vậy mà vẫn không bắt được kẻ trộm? Kẻ đó là ai mà ra vào hoàng cung dễ dàng vậy chứ? Tôi thì không nghĩ là người trộm, mà là một con vật nào đó. Ông nói đúng, chắc có lẽ là con vật nào đó, chứ con người đâu thể nào thoát ra được khỏi hoàng cung. Vậy thì ngài xin quốc vương canh cây táo đi, sẽ có tôi hỗ trợ cho ngài. Mà muốn đuổi được con vật đó thì ngài phải mang theo cung tên. Không ngờ phụ vương giận dữ tới vậy. Mất có một quả táo thôi mà, nhưng sao mình không nghe thấy tiếng động nào hết vậy ta? Ôi, đây là tấm bia tập luyện của Ben mà. Bắn trúng đích một phát ba mũi tên, điều mà ta và anh trai chưa từng làm được. Nó cũng tài giỏi đó chứ. Mình thật không ngờ, vẫn cứ tưởng nó ngờ nghệch ngu ngốc, chẳng có tài cán gì. Ta phải đề phòng phụ vương truyền ngôi cho nó. Thưa phụ vương, con nghe nói lại mất thêm một quả táo vàng. Đêm nay phụ vương tính sao? Thì đêm nay chính ta sẽ đi canh cây táo đó. Nếu con mà tài giỏi thì ta không phải nhọc thân như vậy. Thưa phụ vương, con xin đi canh thay cho người. Con hứa. Hứa. Hai anh con cũng hứa, nhưng mà vẫn mất. Con mà canh chắc còn mất nhiều quả hơn nữa đó. Vậy thì con không hứa, mà con quyết tâm bắt cho được kẻ trộm. Xin phụ vương hãy tin con. Thưa phụ vương, người lớn tuổi rồi, không thể dầm xương được, sẽ tổn hại thân thể. Xin hãy cho con một cơ hội báo hiếu cho người. Được, ta cho con một cơ hội, đêm nay canh thử coi sao. Ai dân sự dây ngang đây vậy? Ui da, đau quá. Hả? Ông có sao không? Trời ơi, ông lớn tuổi rồi, đi đứng phải cẩn thận đó. Cũng may là tôi té, chứ hai hoàng tử lớn mà té thì người dân sợi dây này sẽ bị xử tử đó. Ta và Louis còn không bắt được trộm, ngươi tài cán gì mà bắt được chứ? Để xem đêm nay hoàng tử Úc trổ tài cho phụ vương thấy tài của nó như thế nào, có phải không Louis? Nó không tệ như ta tưởng.
Anton hữu dũng vô mưu thì không đáng ngại, còn nó thì ta phải đề phòng. Ngài tập luyện một chút đi, mệt thì ngủ một chút, tôi sẽ canh gác thay cho ngài. Không, ta không mệt. Thức đêm có xá gì với ta? Ông cần phải ngủ cho khỏe để có sức kề cận bên ta chứ. Ông vào trong kiệu ngủ đi. Phải bắn cho nó rơi xuống, kẻo người đi qua bị rơi trúng sẽ trọng thương. Ngài quả là một tay thiện xạ mà. À, thì ra mi là kẻ ăn cắp táo vàng của ta. Nè con chim kia, mi có đi không? Và đừng bao giờ trở lại ăn táo của ta. Nếu không, ta sẽ bắn đó. Ta không muốn giết mi, nhưng ta phải bắn cho mi sợ thôi. Lông con chim này quá đẹp. Thưa phụ vương, đêm qua con bắn kẻ ăn cắp táo vàng của người. Đó chính là con chim lông vàng này đây. Hoàng tử bên của ta, ta khá ngạc nhiên xen lẫn tự hào về con. Con làm rất tốt. Các quan có biết con chim này như thế nào không? Thưa quốc vương, con chim lông vàng này còn quý hơn cả một vương quốc. Nếu chiếc lông chim quý như vậy thì ta không những muốn có một chiếc mà muốn cả con chim. Rất đúng thưa quốc vương, ngài nên cho người đi tìm con chim đó về đây thì vương quốc của chúng ta sẽ sáng rực và giàu có. Đúng vậy, đất lành chim đậu. Nếu là chim vàng thì thật là quý và mang ý nghĩa giàu có hùng mạnh cho đất nước của ta. Một trong hai con, nếu ai đem về đây con chim vàng này thì ta sẽ truyền ngôi cho. Thưa phụ vương, con thông minh tài trí hơn người, xin cho con đi. Thưa phụ vương, con tài giỏi, điềm tĩnh hơn người, xin cho con đi. Các quan thấy thế nào? Có cách gì để chọn ai đi không? Thưa quốc vương, quả là rất khó xử, vì cả hai hoàng tử đều rất tài giỏi. Ngài nên cho thi thố tài năng là cách tốt nhất. Nếu đã cho thi thố tài năng thì xin quốc vương cũng nên cho hoàng tử Ben cùng thi thì mới công bằng, vì chính hoàng tử Ben đã phát hiện ra loài chim vàng này. Không được, hoàng tử Ben còn nhỏ tuổi, Ben cần phải rèn luyện thêm. Ta sợ Ben chưa xử lý được nếu gặp những tình huống nguy hiểm. Tâu quốc vương, quả táo của hoàng tử Anton dập nát hết rồi ạ. Tâu quốc vương, quả táo của hoàng tử Louis thì chỉ mất một góc thôi ạ. Như vậy thì hoàng tử Anton bắn quả táo rất chính xác. Trận thi đấu này hoàng tử Anton thắng. Hoàng tử Anton tài giỏi. Quang hô hoàng tử Anton. Còn tôi thì lại thấy chỉ có một mình hoàng tử Ben mới tài giỏi. Kể từ khi mẫu hậu ta mất, ông sống gần ta từ nhỏ nên ông mới cho là như vậy. Chứ ta thấy hai anh của ta rất tài giỏi luôn á. Nếu làm quốc vương của một nước thì không những tài giỏi mà cần phải có tấm lòng nhân hậu. Hai hoàng tử lớn không có. Nếu quốc vương truyền ngôi cho một trong hai hoàng tử, số phận của ngài sẽ ra sao? Ta sẽ chu du khắp nơi, nơi nào bình yên thì sẽ dừng lại ở đó. Ai cần á thì ta giúp. Sống một cuộc đời tự do yên vui. Tôi muốn ngài đi đâu, xin cho tôi được theo hầu ngài ở đó. Quang hô hoàng tử Anton. Như vậy là hoàng tử Anton đã thắng hai phần thi nữa của cuộc thi này. Anh ấy sẽ đi tìm con chim vàng.
ngài đừng có bắn tôi. Tôi sẽ hướng dẫn ngài đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Ủa, sao ngươi biết ta đi tìm con chim vàng? Tôi biết chứ. Tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng. Ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó hơi tăm tối một chút. Ngươi nói khùng điên gì vậy? Ta như thế này mà vào cái nơi tăm tối đó hả? Biến khỏi mặt ta, đừng cản đường ta. Nếu ta bỏ qua quán trọ tốt mà vào quán trọ tồi tàn thì quả là một sự ngu ngốc. Dạ mời quý khách. Mời quý khách vào đây à. Dạ mời quý khách. Dạ bên này. Ta nhớ mẫu hậu, người cũng hay ngắm trăng. Tôi biết, bà thường đưa ngài ra đây ngắm trăng. Bà rất thương yêu ngài. Nhưng tôi không hiểu tại sao quốc vương... Không, vua cha cũng thương ta, nhưng ngài luôn nghĩ ta còn quá nhỏ, không đủ trí lực thôi. Ơ, anh bạn cáo, sao anh lại tới đây giờ này? Tôi đã căn dặn hoàng tử rồi, sao ngài không xin đi kiếm chim vàng để lập công? Quốc vương chưa tin tưởng ngài ấy. Hoàng tử, anh của ngài đã đi đến một ngôi làng, nhưng tôi chắc chắn rằng ngài ấy sẽ không thể đi thêm được nữa. Sao? Tại sao không đi thêm được nữa? Anh ấy đã gặp chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết đi. Nếu ngài biết thì ngài sẽ làm gì? Ta sẽ đi nhanh đến đó để cứu anh ấy. Ngươi mau nói đi. Không bị gì cả thì cứu làm chi? Trái lại, ngài ấy còn vui chơi đến quên cả nhiệm vụ kìa. Mà tôi nói thật nha, tôi hướng dẫn đường đi, vậy mà anh của ngài còn bắn cả tôi nữa. Hả? Anh ấy bắn ngươi hả? Ngươi có bị sao không? Anh của ngài rất là tàn ác, chỉ có ngài mới nhân hậu. Tôi sẽ gả em gái tôi cho ngài. Hả? Cái gì? Ngươi muốn hoàng tử của ta lấy em gái ngươi sao? Là một con cáo sao? Ngươi là bạn của ta thì em gái ngươi cũng là bạn của ta, có phải không? Nè, hãy mời cô ấy tới đây cùng chơi với ta ngày mai nha. Sẽ có lúc ngài hiểu và tin điều ta nói là sự thật. Ngài vào tấu sinh đi, đừng chần chờ gì nữa. Ừ, được rồi, ta sẽ vào xin phụ vương. Nhưng ta chắc chắn rằng sẽ không vượt qua được anh Louis. Lính đâu? Mời hoàng tử Louis đến gặp ta. Con đó hả? Hãy đi gọi Louis đến đây cho ta. Dạ, tâu phụ vương. Nhưng người cho con đi tìm anh và con chim vàng, con sẽ... Anh của con tài giỏi như vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy trở về. Con thì không bằng anh của con, làm sao có thể? Nếu như con đi, ta sẽ rất lo lắng đó. Xin phụ vương hãy tin con. Con mau tìm kiếm anh con và con chim vàng đem về đây cho ta. Con có làm được không? Phụ vương yên tâm, con sẽ thành công, và chắc chắn như thế. Ngài đừng có bắn tôi. Tôi sẽ hướng dẫn ngài đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Tại sao ngươi biết ta đi tìm con chim vàng? Tôi biết chứ. Tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng. Ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Làm sao mà ta tin được một con thú như ngươi? Ngài đã đi đến đây thì phải tin tôi. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó hơi tăm tối một chút. Tại sao phải vào quán trọ tối tăm mà không được vào quán có đèn sáng? Có điều gì bí ẩn tại hai cái quán này? Ta phải đến đó thật nhanh trước khi trời tối, để xem hai quán này như thế nào.
Tại sao chủ quán trọ này không biết để nhiều đèn cho sáng rực rỡ? Nhìn ánh đèn le lói thế kia, chắc không phải là một nơi tử tế. Ta không nên vào. Ngài hết tiền rồi, mời ngài ra khỏi quán, chúng tôi không tiếp nữa. Anh Anton, anh Anton. Em đến rồi hả? Vào đây gỡ lại tiền vàng cho anh. Vô đây chơi vui lắm. Trời ơi, nè, quần áo anh dơ thế kia, đừng có giày vào tôi. Chủ quán, cho người phục vụ em trai tôi. Nó có tiền, có vàng nhiều lắm. Nè, anh lính. Nè, anh lính, tôi đây. Hả? Sao ngươi lại dám vào đây? Dẫn em gái đến nữa sao? Ông nói với hoàng tử Ben là đã tới lúc ngài ấy phải lên đường rồi. Hai hoàng tử kia không đi thêm được nữa đâu. Tại sao nó nhiệt tình giúp hoàng tử Ben đến như vậy? Có âm mưu gì không? Không lẽ ép ngài ấy lấy em gái của nó? Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Hoàng tử Louis đã đi nửa tháng nay. Cả hai hoàng tử đều không có tin tức gì cả. Các hoàng có ý kiến gì không? Tôn quốc vương, thần nghĩ là ta nên phái binh lính đi tìm hai hoàng tử, đồng thời tìm luôn con chim vàng. Tôn quốc vương, như thế thì không được. Bởi vì hai hoàng tử tài giỏi như vậy mà vẫn không hoàn thành sứ mạng, thì binh lính đi cũng chẳng có ích gì. Vậy ngài tính cách chi? Mau nói ra để mọi người biết cách của ngài chứ. Tâu quốc vương, hoàng tử Ben có phong thái hơn người, lại thông minh, đức độ. Thần đã nhìn ra từ lâu, xin quốc vương cho ngài ấy đi còn hơn trăm quân vạn lính. Thưa quan khâm thiên giám, ngài nhìn sao nhìn trăng có thể đoán được mưa nắng, chứ nhìn người thì vẫn chưa có được đâu. Tâu quốc vương, ngài hãy cho hoàng tử Ben một cơ hội, sẽ biết tài của ngài ấy. Hai hoàng tử lớn tài giỏi thế kia, đến hôm nay vẫn không thấy tin tức gì. Hoàng tử Úc còn nhỏ tuổi quá. Sao ngài lại muốn hoàng tử dấn thân vào chốn nguy hiểm chứ? Tâu quốc vương, thần cũng muốn biết tài của hoàng tử Ben như thế nào mà quan khâm thiên giám muốn tiến cử. Thưa phụ vương, con tuy nhỏ tuổi nhưng sớm đã biết chí làm trai, phải gánh vác đất nước. Khi cần, phải dũng cảm nhận trách nhiệm. Thôi, chưa phải lúc để con thử sức với hành trình khó khăn này đâu. Xin phụ vương hãy tin con sẽ không phụ lòng người đâu mà. Chỉ mất công vô ích thôi. Con còn trẻ tuổi, còn rất non. Làm sao con có thể tìm được hai anh của con? Nói gì tới việc tìm được con chim vàng kia hả con? Chẳng những con tìm được hai anh, còn đem được con chim vàng về cho phụ vương nữa. Hãy tin con. Khi gặp trở ngại khó khăn, con lại không biết đường xoay sở. Con chưa đủ tài trí để làm việc đó. Thưa phụ vương, nếu phụ vương không tin con, thì hãy cho con có cơ hội thử tài trước mặt phụ vương. Con có thể cưỡi ngựa bắn cung được không? Đứng yên thì dễ, còn cưỡi ngựa thì khó lắm. Nếu con làm được thì tính tiếp. Gió thổi mạnh quá, e rằng tên sẽ bay lệch hướng. Ngài cảm thấy chắc chắn không? Sức mạnh của ta từ mũi tên bắn ra, gió cũng có thể xô lệch, nhưng ta tin mình làm được, ông yên tâm. Gió thổi mạnh quá, ta e ngại hoàng tử Úc sẽ không thành công cho cuộc thử tài này. Tâu quốc vương, thật là không ngờ hoàng tử Ben bắn một lúc ba mũi tên trúng ngay hồng tâm. Ngài ấy thật là tài giỏi.
mọi người tránh xa ra. Ta sẽ làm rơi các cành cây khô này xuống, kẻo rớt trúng mọi người. Đã đến lúc ngài phải trổ tài cho mọi người biết rồi đó hoàng tử ạ. Chứ sao rồi, bạn cáo của tôi? Tôi đã thực hiện theo lời khuyên của bạn. Tôi chờ ngài lâu lắm rồi đó. Bây giờ tôi sẽ cho ngài một lời khuyên. Tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng. Ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó không được sáng sủa cho lắm. Được rồi, bạn yên tâm. Bây giờ tôi đi nha. Không, hoàng tử hãy thả ngựa chạy về Dương Quốc. Tôi sẽ đưa ngài đi. Cảm ơn ngươi đưa ta tới đây. Giờ thì chạy về Dương Quốc nha. Tính của ta không thích chỗ náo nhiệt, ồn ào. Anh bạn cáo quá lo xa rồi đó. Ngài đi đúng đường rồi đó. Tôi sẽ đưa ngài tới lâu đài tự do, có tốp lính canh đang nằm ngủ say. Đừng có để ý đến chuyện đó, cứ đi thẳng vào trong lâu đài. Đi qua nhiều phòng, rồi tới một căn phòng cuối cùng. Ở trong đó có treo lồng con chim vàng. Lồng con chim vàng? Ta chưa muốn tìm con chim đó đâu. Hả? Vậy chứ ngài muốn đi đâu? Ta muốn tìm hai anh của ta trước. Hai anh của ngài có xem trọng và yêu thương ngài đâu, ngài vẫn muốn tìm sao? Dù họ đối với ta ra sao thì cũng là anh của ta mà. Ngài đó quá là có tấm lòng nhân hậu. Thôi được rồi, ngài sẽ gặp hai người đó khi quay về. Bây giờ thì nghe kỹ lời tôi căn dặn đây. Trong cái lồng cũ kỹ có con chim vàng, cạnh đó có một cái lồng nhỏ bằng vàng trang trí rất là đẹp. Ta sẽ bắt con chim lông vàng đưa vào cái lồng bằng vàng chứ gì. Được rồi, nó xứng được như vậy. Ồ không, ngài cần phải nhớ, không được bắt con chim vàng ở trong lồng cũ cho sang lồng bằng vàng. Làm như vậy, ngài sẽ gặp nguy hiểm. Vậy sao? Sao lạ vậy? Ngài nhớ đó, không được thay đổi lồng chim. Ta với ngươi chắc có duyên lắm đây, nên mới gặp nhau lần nữa. Thôi, theo ta về Dương Quốc, ta sẽ săn sóc ngươi thật là chu đáo luôn. Ngươi đẹp như thế kia, sao ai nỡ cho ngươi sống trong cái lồng gỗ, không có thức ăn nước uống gì hết? Có phải là ngươi đang đói không? Con cáo dặn ta không nên đổi lòng cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi ở trong cái lồng bằng vàng sẽ xứng đáng hơn, nhất là việc ngươi được ăn uống đầy đủ nữa, đúng không? Nếu có xảy ra chuyện gì thì ta cũng chấp nhận, ngươi có chịu không? Bắt được kẻ trộm rồi. Lính đâu? Hãy đem kẻ trộm con chim vàng đến đây. Tại sao nhà ngươi dám bắt trộm con chim vàng của ta? Ai sai ngươi đến đây? Thưa quốc vương, không ai sai con tới đây cả. Nhưng vì con rất thích con chim này nên cố ý đem nó về nuôi, chỉ vậy thôi. Thích thì vào lâu đài của ta rồi lấy đem về hay sao? Ngươi có biết ở Dương quốc của ta ai trộm cắp thì bị xử tử không? Tâu quốc vương, cha mẹ hay bất cứ ai cũng không dạy con cái trộm cắp. Con xin nhận tội này. Cha mẹ ngươi là ai? Ta nhìn y phục ngươi mặc không giống kẻ tầm thường. Ngươi từ đâu tới? Con chỉ là người thợ săn bình thường, có biệt tài là lấy được bất cứ thứ gì. Nếu vì không tiếc thương con chim quý, phải ở trong cái lồng cũ kỹ, lại bị đói khát, thì con đã lấy được con chim vàng của ngài rồi. Cậu bé này nói có thể lấy bất cứ thứ gì, trong khi ta rất muốn có con ngựa vàng. Hay là nếu ngươi muốn thoát tội chết thì hãy đem về đây con ngựa vàng phi nhanh hơn gió.
ta sẽ thưởng cho ngươi con chim vàng này. Dạ, con xin tuân lệnh. Ta biết tìm ở đâu ra con ngựa vàng bây giờ. À, anh bạn cáo đây rồi. Ngài thấy không, tôi đã dặn đi dặn lại mà vẫn không nghe lời tôi, cho nên ngài mới như vậy. Nhưng thôi, ngài phải dũng cảm lên. Tôi sẽ giúp ngài tìm ra con ngựa vàng. Bây giờ tôi đưa ngài đi. Cứ thẳng đường này mà đi thì sẽ tới được lâu đài chiến thắng. Lâu đài chiến thắng có con ngựa vàng sao? Tại sao anh bạn cáo tài thế? Việc gì cũng biết hết trơn à. Trong chuồng ngựa của lâu đài có một con ngựa vàng. Đám chăn ngựa nằm ngay trước cửa chuồng, nhưng mà họ ngủ say như chết vậy đó. Lại tới lâu đài nữa sao? Công tước của lâu đài này rất là háo thắng. Ông ta không muốn chịu thua ai đâu, và rất muốn cưới công chúa xinh đẹp nước cung điện vàng. Nhưng mà vua của nước này không đồng ý. Nhiều lần ông ta có ý muốn bắt cóc công chúa, nhưng mà không dám. Tại sao vậy bạn cáo? Hay ông ta nghèo hơn nước lâu đài vàng? Không phải, bởi vì ông ta rất sợ anh trai của công chúa. Chàng ấy là một người rất tài giỏi. Khi thấy những người chăn ngựa ngủ say, ngài phải im lặng dắt con ngựa vàng ra. Nhưng phải chú ý một điều, chỉ đặt chiếc yên ngựa bằng gỗ lên lưng ngựa. Nếu lấy chiếc yên ngựa bằng vàng đặt cạnh đó thì ngài sẽ gặp nguy hiểm. Hãy nhớ lấy lời tôi. Lại yên vàng với yên gỗ, ta khó hiểu quá đi. Cáo dặn là phải lấy cái yên bằng gỗ, nếu làm khác ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà cái yên gỗ này đã sờn cũ, đầy gai góc. Nếu mà đặt lên lưng ngựa nó sẽ bị thương. Còn cái yên vàng này chắc chắn sẽ an toàn cho lưng ngựa hơn. Nhưng ta vẫn nên nghe theo lời cáo đã dặn. Ngựa vàng quý hiếm mà lại bị thương, thật là tội quá. Nếu bạn bị thương á, thì làm sao mà bạn đủ sức để đi, để chạy? Ta thật không đành lòng đặt chiếc yên gai góc kia lên lưng bạn. Nè, ngựa quý, hãy nhìn xem có phải cái yên này rất hợp với ngươi đúng không? Có thích nó không? Ngươi đẹp như thế này mà đặt cái yên gỗ đó hư hỏng lên lưng ngươi, ta thật là không nỡ. Bắt lấy cái trộm! Bẩm công tước, có một kẻ trộm định bắt con ngựa vàng, ngài định xử trí hắn thế nào? Đem hắn tới đây cho ta. Tâu dân. Ngươi từ đâu tới? Nói cho rõ trước khi ta xử tử ngươi. Tôi từ xa đến, chỉ là người bình thường. Vì cảm thấy con ngựa quý xứng với người tài giỏi như tôi nên mới lấy thôi. Ngươi tài giỏi hả? Ý ngươi là ta không xứng với con ngựa của ta đâu hả? Tôi không nói là ngài không xứng, nhưng mà tôi thì xứng với con ngựa này hơn. Lão, ngươi tài cán gì hơn ta mà dám tự hào như vậy? Tôi có thể đem được công chúa Dương Quốc lâu đài vàng đi, còn ngài thì không dám. Ngươi đem công chúa Alisa đi được sao? Tại sao ngươi biết ta cũng muốn có được nàng ấy? Khắp lãnh thổ này ai mà không biết ngài yêu mến công chúa. Nhưng vì sợ anh trai của nàng nên ngài không dám thôi. Ta mà sợ hoàng tử Adam sao? Nếu ngươi tài giỏi đem được công chúa Alisa tới đây, ta sẽ tặng cho ngươi con ngựa vàng. Mình nói liều như vậy để thoát chết, chứ chưa biết làm cách nào. Chắc phải nhờ đến anh bạn cáo rồi. Được, cứ theo cách như vậy. Ngài lại không chịu nghe lời tôi nữa, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Anh bạn cáo nghĩ coi, con ngựa vàng quý giá như vậy, lại đặt cái yên gỗ làm cho nó bị thương trên lưng, thì không tốt với nó chút nào hết. Tôi thật không đành lòng. Mà thôi, tôi không trách ngài nữa đâu. Bởi do tôi biết ngài có tấm lòng nhân hậu, cho nên tôi mới mến ngài. Tôi sẽ giúp ngài đến gặp công chúa Alisa. Nè, làm gì mà ngài buồn dữ vậy?
tôi sắp phải đưa một cô gái xinh đẹp đến cho vị công tước kia để cứu được mình. Tôi thật tủi hổ và không đành lòng. Ồ không, công chúa Alisa sẽ không vào tay lão công tước đó đâu. Hế? Sao anh bạn biết? Ừ, tôi biết chứ. Tôi biết tất cả mọi việc. Nào, tôi sẽ đưa ngài đi gặp công chúa. Mỗi buổi tối, công chúa Alisa hay đứng trên lầu cao, nhìn xuống cổng thành để chờ người anh của mình trở về. Mỗi ngày công chúa chờ đợi như thế sao? Cô ấy có thể nhìn thấy anh của mình từ xa hả? Không, vì Dương quốc bị một dãy núi chắn ngang, che mất tầm nhìn của Dương quốc đối với thế giới bên ngoài. Ồ, vậy thì làm sao ta có thể gặp mặt công chúa? Ngài nói làm sao để công chúa nghe được tên người anh của nàng là Adam, thì ngay lập tức cô ấy sẽ mời ngài lên phòng. Ta không gặp sự cản trở nào sao? Dương quốc bị một lời nguyền, nên ngày cũng như đêm, ai cũng ngủ hết. Ngài không gặp trở ngại nào hết đâu. Công chúa đưa ngài vào phòng, sẽ hỏi ngài về người anh Adam. Ngài cứ nói là anh ấy vẫn khỏe và rất nhớ gia đình. Sẽ có ngày anh ấy quay trở về. Nhưng ta không có gặp hoàng tử Adam. Ta không thể nói dối nàng ấy được. Ngài cứ nói như vậy, bởi vì tôi đã gặp Adam rồi. Anh ấy là... anh ấy là bạn của tôi. Ừ, ta tin anh bạn cáo. Ta cũng không ngạc nhiên về điều này, vì anh bạn cáo rất tốt. Ngài phải đưa nàng đi ngay, không cho công chúa đến chào từ biệt cha mẹ, vì như vậy ngài sẽ gặp nguy hiểm. Alisa, tôi cần nói về Adam. Tôi muốn đưa tin về Adam. Vì sao ngài biết được anh của tôi? Adam đang ở đâu? Anh ấy có khỏe không? Anh ấy đang làm gì? Anh ấy có nhớ? Công chúa yên tâm, hoàng tử Adam vẫn khỏe, rất nhớ gia đình. Sẽ có ngày anh ấy trở về. Ồ, anh ấy sẽ trở về sao? Bao giờ anh ấy về? Điều này thì tôi không biết. Có lẽ khi nào anh ấy xong việc. Nhưng chàng là ai? Làm sao biết được Adam? Tôi là hoàng tử Ben, con thứ ba của Dương quốc Thịnh Vượng. Adam là bạn của tôi. Anh ấy nói rất nhớ nàng. Nàng thật là đẹp, nụ cười rất duyên dáng. Không cần cáo căn dặn, ta cũng phải ngỏ lời yêu nàng. À, hoàng tử Adam kêu tôi tới đây để cầu hôn nàng. Anh của ta chọn chàng thì chắc chắn biết chàng là người tốt. Ta đồng ý. Ta, hoàng tử Ben của Dương quốc Thịnh Vượng, xin cầu hôn công chúa Alisa của Dương quốc Cung Điện Giang. Bây giờ nàng hãy theo ta về Dương quốc Thịnh Vượng. Ồ không, ta còn phải chào tạm biệt phụ vương và mẫu hậu nữa. Ngài phải đưa nàng đi ngay, không được cho nàng đến chào từ biệt cha mẹ, vì như vậy ngài sẽ gặp nguy hiểm. Không được, trời sắp sáng rồi, không đi nhanh thì không kịp, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, ta đưa nàng đi gặp phụ vương và mẫu hậu, có chuyện gì ta cũng đành chịu. Phụ vương, mẫu hậu ơi. Quân lính đâu? Bắt tên này lại cho ta. Ngươi là hoàng tử Dương quốc Thịnh Vượng, là nơi xa xôi, vì sao lại quen biết với hoàng tử Adam?
Ta thật chưa biết hoàng tử Adam thì nói làm sao đây? Cáo ơi, chết ta rồi. Thôi cứ nói đại đi, tới đâu hay tới đó. Hình dáng của hoàng tử Adam ra sao? Quốc vương và hoàng hậu đều xinh đẹp, nước da trắng. Công chúa cũng xinh đẹp, thì chắc chắn Adam cũng xinh đẹp thôi. Hoàng tử Adam cao ráo, có nước da trắng, khôi ngô tuấn tú. Chàng ấy là bạn của con. Chúng con gặp nhau trong rừng khi đi săn bắn. Hoàng tử Adam kêu ngươi đến đây cầu hôn công chúa, thì chắc chắn ngươi rất vừa ý con trai ta. Ngươi có yêu thương công chúa thật lòng không? Thưa quốc vương, con rất yêu thương công chúa. Con sẽ làm bất cứ việc gì để nàng vui lòng. Một năm trước, có một mụ phù thủy đi ngang đây, thấy Adam của ta khôi ngô tuấn tú, mụ định bắt đi. Nhưng con trai ta rất tài giỏi nên chống trả rất quyết liệt. Mụ ta tức giận phù phép biến ngọn núi nằm sát cung điện để chắn tầm nhìn của vương quốc ta với thế giới bên ngoài. Cũng từ đó, chúng tôi không còn thấy hoàng tử Adam đâu nữa. Một câu chuyện rất buồn, nhưng hoàng tử Adam vẫn còn sống, thưa quốc vương và hoàng hậu. Biết được con trai ta còn sống thì chúng ta vui mừng lắm. Kể từ đó, hoàng hậu và công chúa không còn cơ hội nhìn ngắm chân trời, nhìn ngắm cỏ cây lá hoa nữa. Thưa quốc vương và hoàng hậu, không còn cách nào nữa sao? Mụ phù thủy có để lại lời nguyền: khi nào có người thật lòng yêu công chúa, người đó cùng với con trai ta kết hợp mới phá được núi. Bây giờ chỉ có một mình ngươi thì làm sao phá được lời nguyền đó? Ta sai cả ngàn quân lính đập phá núi, nhưng núi do bị lời nguyền nên cứng như sắt thép, nó không bể một chút nào. Tâu quốc vương và hoàng hậu, con nguyện sẽ đào phá núi. Biết đâu trong thời gian đó hoàng tử Adam cũng sẽ trở về. Các người cùng vào giúp sức với hoàng tử đi. Tốt lắm. Ồ, đúng là lời nguyện của phù thủy, chỉ có hoàng tử mới phá núi được thôi. Chúng ta đành phải để một mình hoàng tử làm thôi. Nhưng bao giờ mới xong được quả núi này? Ôi Adam, con đâu rồi? Sao rồi? Chắc chắn là ngài không nghe lời tôi căn dặn nên mới tự gây rắc rối cho mình, phải không? Nhưng mà không sao, đó cũng nằm ở trong dự định của tôi. Ta lại không thấy chuyện này là rắc rối, anh bạn cáo à. Mà ta lại nghĩ đây là nhiệm vụ của ta thôi. Bây giờ thì ngài nghỉ tay đi, mau kể cho tôi nghe những gì ngài đã nói trước phụ vương mẫu hậu của... phụ vương mẫu hậu của công chúa. Thôi được rồi, ngài làm nguyên cả ngày cũng đã mệt, giờ ngài đi ngủ đi, tôi sẽ giúp ngài làm buổi tối cho. Không ai có thể phá núi được, chỉ có ta và hoàng tử Adam thôi, vì dính lời nguyền của mụ phù thủy. Ngài an tâm, không ai có thể dính lời nguyền lên tôi được nữa. Tôi biết anh bạn cáo rất tài giỏi, nhưng nếu chúng ta cùng làm thì sẽ nhanh hơn. Tôi không thể đi ngủ mà cho một mình anh bạn làm được. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau làm. Ngài nhúng tay vào phá núi rồi thì cũng đã giải được lời nguyền. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Thức dậy nếu tôi còn làm chưa xong thì phụ giúp tôi. Chứ bây giờ mà đứng đây thì những tảng đá lớn rớt trúng bây giờ. Vậy anh bạn cáo làm nha, tôi nghỉ ngơi một lát đây. Bạn cáo giúp ta, đã giúp được ta rồi. Cảm ơn người bạn thân thiết này, tôi thích bạn. Hey.
Tạm biệt phụ vương và mẫu hậu. Tạm biệt các con. Hãy đưa Adam quay về. Nàng đừng sợ anh bạn cáo này. Bạn ấy rất tốt. Bạn ấy cũng chính là bạn của hoàng tử Adam đó. Anh bạn cáo ơi, ta không muốn lấy con ngựa vàng nữa. Hả? Trời ơi, tại sao ngài lại không muốn lấy con ngựa vàng? Tất cả mọi thứ trên đời này đều không quan trọng bằng công chúa. Ta sẽ đưa nàng trở về Dung Quốc thịnh vượng. Và sau lễ cưới, ta cùng với nàng đi tìm hoàng tử Adam và các anh của ta. Ngài có được công chúa cũng sẽ lấy được con ngựa luôn. Cái gì? Ta làm sao mà có được công chúa lẫn con ngựa vàng được chứ? Anh bạn cáo đừng có đùa với ta nha. Ngài hãy đưa công chúa Alisa tới công tước xứ Chiến Thắng. Ông ta sẽ rất vui mừng, liền đưa cho ngài con ngựa vàng như đã hứa. Trời ơi, không có được. Có khác gì giao nộp nàng ấy đâu. Ta không đồng ý làm như vậy. Lúc đó đó, ngài hãy nhảy lên con ngựa chào mọi người, rồi bắt tay chào công chúa. Nhân lúc bắt tay thì kéo luôn công chúa lên ngựa và phóng đi. Không được, không được, họ sẽ đuổi theo ngay. Ngài quên là con ngựa ấy phi nhanh hơn gió, không ai có thể đuổi kịp sao? Dễ đến vậy luôn hả? Dễ chứ sao lại không. Nào, chúng ta đi nhanh cho kịp. Ta không thể để mất nàng. Phải làm theo lời cáo nói, công chúa nha. Không ai hái táo cho ta ăn thì ta cũng biết tự hái vậy. Công chúa Alisa, công chúa Alisa, mời công chúa vào lâu đài. Không được, các ngươi vào báo lại công tước, mời ngài ra đây đón công chúa chứ. Công chúa Alisa đâu? Có thật là nàng ấy không? Mời công chúa vào lâu đài. Quân đâu? Mở tiệc ăn mừng ngay. Ngươi làm gì vậy? Ngài quên những gì đã hứa với tôi rồi sao? Ta nhớ chứ. Quân đâu? Đem con ngựa vàng ra đây. Ông bạn cũng nhớ đến ta phải không? Vậy thì đi cùng ta nha. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Xin tạm biệt ngài. Cho tôi bắt tay chào công chúa nha. Cứu tôi. Đến đâu? Cảm ơn anh bạn cáo của ta. Ta thật không biết lấy gì đền ơn cho bạn đây. Giờ ngươi hãy quay về Dương Quốc đi nhé. Ta cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây. Bây giờ tôi sẽ giúp ngài đoạt được con chim vàng. Đoạt con chim vàng như thế nào? Anh bạn cáo nói đi. Ta rất hứng thú để nghe bạn nói đây. Tôi muốn hỏi điều này. Khi ngài tới các Dương Quốc, họ có biết ngài là hoàng tử của Dương Quốc thịnh vượng không? Không, họ chỉ biết ta là gã thợ săn bình thường. Chỉ có quốc vương và hoàng hậu nước cung điện vàng mới biết ta là hoàng tử thôi. Vậy thì tốt, sẽ không gây phiền với các Dương Quốc. Khi tới gần Dương Quốc tự do thì ngài hãy cho công chúa xuống ngựa, đứng đợi ở ngoài với tôi. Cũng làm theo cách cũ đúng không? Ta đã hiểu rồi, bây giờ tiến hành thôi. Ngài cưỡi ngựa vàng dừng trước cổng cung điện. Người trong cung điện khi thấy con ngựa vàng sẽ mừng vui đón ngài và lấy con chim vàng ra đưa. Cầm lồng chim trong tay rồi thì chàng nhanh chóng quay ngựa phóng ra ngoài để đón ta và cáo nhé. Công chúa rất thông minh. Được rồi, ta sẽ làm như anh bạn nói. Giờ chúng ta đi ngay nha. Hey,
Chưa. Cáo ơi, bạn quen với anh Adam như thế nào? Anh ấy hiện đang ở đâu? Hoàng tử Adam cứu tôi, chúng tôi trở thành bạn bè. Ngài ấy rất tài giỏi, rất tốt, giống như hoàng tử Ben vậy. Khoan, có điều này ta thật không hiểu. Ta thấy anh bạn rất khôn ngoan, lại rất tài giỏi, vì sao mà cứ bị bức hiếp để những người khác cứu giúp chứ? À, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Lát nữa hoàng tử phải nhớ những lời tôi đã căn dặn đó. Ừ, ta nhớ. Nhưng anh bạn giải thích sự thắc mắc của ta đi. Chỉ có cái đuôi của anh bạn thôi, nó đã mạnh mẽ lắm rồi kia mà. Thì là... Đưa công chúa lên ngựa, kêu nó chạy ngay đi. Ngựa vàng, mau đưa công chúa chạy đi. Nè con hổ kia, nếu không chạy mau thì ta bắn đó. Nè, ta đã không bắn, bà Mi vẫn quyết giết ta sao? Nè, Mi sợ chưa? Còn không mau cút đi. Công nhận cái đuôi của anh bạn cáo rất mạnh mẽ. Ta không thể tha Mi được nữa. Xem ta bắn đây. Nàng có sao không? Lúc nãy thấy nàng té ngã mà ta không thể chạy tới giúp được. Đá con hổ là đúng, nhưng cũng phải nhớ đến công chúa chứ. Không, ta không bị sao cả. Cả hai đừng trách nó, tội nghiệp. Cảm ơn bạn nha, ta thật không ngờ anh bạn cũng rất dũng cảm. Thôi chúng ta lên đường ngay đi. Nàng đứng đây chờ ta một chút nha. Ta sẽ ở đây với bạn cáo, chàng yên tâm. Ngươi mau vào báo cho quốc vương là ta đã đem về đây con ngựa vàng mà ngày ấy mong muốn. Và quốc vương cũng phải mang ra cho ta con chim vàng nha. Ồ, con ngựa vàng thật là đẹp. Được rồi, tôi sẽ vào báo cho quốc vương biết, ngày ấy sẽ mừng lắm. Nhớ đem ra con chim vàng luôn đó. Ôi, con ngựa vàng của ta, con ngựa mà ta ngày đêm mong ước. Người mau xuống ngựa đi chứ, sao ngồi trên mình nó lâu vậy? Ông ta không cho mình ngồi trên lưng ngựa thì làm sao mình cưỡi nó chạy thoát được đây? Mau, mau, các người dẫn nó vào cung điện cho ta. Trời ơi, ông ta kêu dẫn ngựa vào thì làm sao ta cưỡi nó chạy đi được đây? Anh bạn cáo ơi, làm sao đây, làm sao đây? Này chàng trai, tại sao con ngựa không đứng lên? Để tôi thử xem. Nè anh bạn, đứng dậy chạy nhảy đi chứ. Anh cứu tôi với. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Giữ con ngựa lại cho ta, giữ nó lại cho ta. Tiếng gió ngựa này là của con ngựa vàng. Hoàng tử Ben đã thành công rồi. Hai người hết tiền rồi, có ở đây làm gì? Mau cút ra khỏi quán đi. Sau những ngày ăn chơi cờ bạc, hai anh em Anton và Louis đã hết tiền vàng và họ bị đuổi ra khỏi quán trọ. Ta là hoàng tử, sao các người dám? Ngay cả quốc vương á đến nơi này bài bạc hết tiền, chúng ta cũng không tha, chứ đừng nói gì tới hoàng tử. Ta mà về đến vương quốc thì đem vàng đến đây cho các ngươi hầu ta cả ngày lẫn đêm đó. Bây giờ em tính sao? Còn tính sao nữa? Kiếm cái gì ăn?
Đói quá rồi. Anh còn đồng vàng nào không? Hết sạch rồi. Cảm ơn bạn ngựa. Bạn rất thông minh để hiểu được ý ta. Cảm ơn bạn cáo vì đã giúp ta. Cả hai bạn đều rất tốt. Bây giờ đã đến lúc ngài đền đáp công tôi. Vậy cáo muốn gì nè? Tôi muốn ngài giết tôi chết rồi lột da của tôi ra. Hả? Anh bạn nói cái gì vậy? Phải, tôi muốn ngài giết tôi chết rồi lột da của tôi ra. Phải chăng đó là một cách cảm ơn của người chịu ơn? Ta không thể làm việc đó với cáo. Đừng, xin đừng nghĩ như vậy. Anh bạn cáo đáng mến, ta cũng muốn biết về anh trai của mình từ cáo mà. Hay là cáo về sân vườn hoàng cung của ta rồi sống ở đó, không có con thú nào làm hại bạn được đâu. Hay là bạn cáo sống với chúng tôi, cùng ăn chung, ngủ chung với chúng tôi. Không thể được. Tôi chỉ có chết và phải bị lột da. À, chào ngài. Ngài từ đâu tới? Ngài muốn vào đó chơi hả? Vui lắm đó nha. Thôi tránh ra, kẻ giờ bẩn kia. Ta vào đó có chơi hay không thì liên quan gì tới ngươi. Mau tránh ra. Bắt lấy hai tên trộm đó. Hay ta cho xây một cung có trồng cây như rừng để bạn sống tự nhiên hơn. Nếu là hai hoàng tử kia thì ta đã bị lột da từ lâu rồi. Ta có thể coi cáo như anh trai đã thất lạc của ta. Tôi biết hoàng tử có lòng nhân từ, ngài sẽ không chấp nhận làm một việc như vậy. Nếu ngài không muốn làm thì thôi, giờ chúng ta chia tay nhau tại đây. Ta không thể làm một việc bất nhân bất nghĩa như vậy được. Anh bạn cáo phải hiểu cho ta. Tôi cho ngài hai lời khuyên là không bỏ tiền chuộc kẻ phạm tội bị treo cổ và không được ngồi ở gần hố sâu. Hãy nhớ lấy lời của tôi. Nàng hãy nhắc ngài ấy lời nói của tôi. Ta sẽ mãi nhớ về bạn. Ở đây mà hai ngươi dám trộm cắp sao? Ngươi chẳng biết ta là ai mà dám lấy vàng của ta. Đồ quân trộm cắp bẩn thỉu, hai người đang bị treo cổ. Dẫn nó đi khám lại cho mọi người biết mặt đi. Ăn cắp ăn xấu hổ, phải xử phạt thật thích đáng. Hoàng dân thối vào nó. Còn nằm nữa hả? Đứng dậy không? Đứng dậy không? Nàng yên tâm, khi về tới Dương quốc, ta sẽ xin phụ dương lên đường tìm kiếm hoàng tử Adam. Chàng hãy cho ta theo cùng với. Được rồi, ta chỉ sợ đường xa làm nàng vất vả thôi. Tìm kiếm anh Adam là nhiệm vụ của em gái, ta không sợ vất vả đâu. Phụ dương ta đã có hai anh giúp đỡ, họ sẽ nối ngôi. Ta sẽ theo nàng trở lại sống ở cung điện vàng cùng với phụ dương và mẫu hậu. Con ngựa quá đẹp. Xin cho tôi hỏi, chỗ kia xảy ra chuyện gì mà tôi thấy ồn ào quá vậy? Có hai kẻ cắp đã trộm vàng của ngài bá tước. Mà nơi đây có luật lệ, thấy ai phạm tội trộm cắp thì treo cổ. Liệu có cách nào cứu hai người đó không? Đem tiền vàng chuộc tội cho họ, nhưng bỏ tiền cứu những con người xấu xa đó để làm gì? Cũng là hai sinh mạng mà, có cách nào giúp họ làm lại cuộc đời không? Hey, ngài đi đến đó mà nhìn họ đi, sẽ biết họ xấu xa như thế nào. Nàng chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay. Tôi đi khám lại cho mọi người biết mặt đi. Ăn cắp ăn xấu hổ, phải xử phạt thật thích đáng. Dừng thối vào nó. Chàng ơi, có chuyện gì vậy? Hai người đó là hai hoàng tử, anh của ta. Chàng phải nhớ lời cáo dặn, không bỏ tiền chuộc kẻ phạm tội bị treo cổ. Chàng nhớ không? Ta nhớ, nhưng đó là hai anh của ta, mà ta cũng không có tiền vàng để chuộc tội cho họ.
Ta cảm ơn bạn chim đã giúp ta việc này. Chàng ấy thương yêu anh trai mình, cũng giống mình, luôn yêu quý anh Adam thôi. Nè em trai, bọn anh chạy theo em đã mệt lắm rồi. Chúng ta nên dừng lại nghỉ chân một chút đi. Dạ thưa anh, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Này Ben, em nói rằng con chim này có thể nhả ra vàng ư? Thật là khó tin quá. Dạ đúng vậy thưa hai anh, nhờ bạn ấy nên em mới có vàng chuột hai anh đó. Vậy thì em kêu nó nhả vàng ra đi, anh thấy thì mới tin. Tự dưng kêu bạn ấy tạo vàng để làm chi? Chúng ta đâu có cần gì tới vàng. Ai, như vậy là không có thật. Các anh không tin. Lúc trước mình gặp cáo ở đây, hay là mình đi loanh quanh tìm kiếm anh bạn cáo thử xem. Nàng ngồi đây chờ ta một lát, ta tìm xem bạn cáo có ở đây không nha. Chàng cho ta đi theo có được không? Ta đi có một chút, nàng cứ ngồi chờ ở đây, ta sẽ về ngay thôi mà. Chàng cẩn thận đó. Cáo ơi, bạn cáo ơi, Ben đây. Tại đây có cái hố, chắc của các thợ săn đào để bẫy thú. Suýt nữa thì anh rơi xuống hố này rồi. Như thế này quá ra lại hay đấy chứ. Ben, em ở đâu? Ben ơi, Ben, em trai ơi, em ở đâu? Hai anh vào đây làm gì? Sao không ở cùng công chúa? Em vừa mới ra ngoài có việc. Hai anh làm gì vậy? Buông em ra! Công chúa có bọn ta lo. Buông em ra! Ngựa vàng và chim vàng cũng đã có bọn anh lo rồi. Hoàng tử Ben bị bị hổ dồ ăn thịt rồi. Không thể nào hoàng tử Ben bị cọp vô được, bởi vì chàng ấy đã từng chiến đấu với hổ dữ và đã chiến thắng nó. Hai hoàng tử đang nói dối. Đúng đó, hai chúng tôi đã xử nó rồi thì sao nào? Ta không ngại gì mà giấu nàng. Đúng vậy, anh em ta đã xử nó đó. Nó tài giỏi hơn bọn ta, để nó sống á thì sẽ giành lấy nàng, ngựa vàng và chim vàng. Các anh là những kẻ phản bội. Chàng đã giúp các anh thoát chết, thế mà các anh cư xử như thế sao? Ta sẽ nói rõ việc này. Nàng mà nói ra, ta sẽ giết. Không cho nàng thấy mặt cha mẹ của nàng nữa đó. Thưa vua cha, sau bao ngày chúng con gian khổ tìm kiếm chim vàng, con đã đem thêm về con ngựa vàng và công chúa Alisa, con quốc vương cung điện vàng. Con chim vàng và con ngựa vàng này sẽ làm cho vương quốc ta thêm giàu có hùng mạnh. Nó có thể cho ta những thỏi vàng nếu ta muốn, thưa vua cha. Hai con quả thật là tài giỏi, thật không phụ lòng của ta. Nhưng hoàng tử Ben đâu rồi? Hoàng tử Ben, Ben đã bị Ben đã bị hổ dồ ăn thịt rồi. Trời ơi, con trai út của ta, nó còn nhỏ, làm sao tránh được nguy hiểm. Trời ơi, Ben của cha.
xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa. Ê, không, xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa, con có công hơn Anton. Của anh. Không, công chúa là công của em. Công chúa là của anh. Của em chứ, mà. Em xứng đáng hơn. Anh là anh lớn, phải là của anh. Anh ra đi, công chúa là của em. Em trai của các con vừa mất, vương quốc đang buồn. Khoan hãy nói đến việc cưới công chúa đi. Con cáo nói mà ta không tin. Thật không ngờ hai anh của ta tàn nhẫn tới như vậy. Hố sâu quá, làm sao ta lên được đây? Có ai không? Cứu ta với! Lúc trước mỗi khi gặp chuyện nan giải thì có bản cáo giúp ta. Giờ thì... Không lẽ ta chết ở dưới hố này luôn sao? Mẫu hậu ơi... Ngài hãy bám vào đuôi tôi sẽ kéo ngài lên. Ôi, anh bạn cáo của ta. Tôi biết trước ngài sẽ gặp nạn mà. Bởi vì ngài quá nhân hậu, lại không đề phòng kẻ gian manh. Còn không nghe lời tôi khuyên nữa chứ. Ta thật không ngờ hai anh của ta tàn nhẫn tới như vậy. Ta hiểu rồi, xin anh bạn đừng trách ta nữa mà. Ta trách gì ngài đâu, ta còn muốn gả em gái của ta cho ngài nữa kìa. Hả? Ta chỉ kết hôn với công chúa Alisa thôi, chứ không muốn với ai khác. Từ khi biết ngài chết, công chúa chỉ ngồi khóc, và cả con chim, con ngựa đều buồn bã. Vậy chúng ta mau trở về. Vẫn chưa thoát nạn đâu. Hai người anh không biết là ngài đã chết hay chưa, nên sai lính canh phòng ngoài rừng đó. Nếu họ bắt gặp ngài thì sẽ giết ngay. Để tôi tìm cách. Ta không sợ họ đâu, nhưng ta rất buồn vì tình anh em như thể tay chân. Vậy mà họ đối xử với ta như vậy. Đây ngựa, hãy biểu diễn những bước chạy siêu tốc của ngươi đi. Này ngựa vàng, hãy cho mọi người thấy tài năng của ngươi nhé. Hãy nhìn xem Louis này mà học hỏi đi Anton. Nè, người yêu quý, hãy cho ta thấy sự tài giỏi đặc biệt của ngươi. Hãy cất gió lên và phi nước đại nào. Nào, đừng có giận như vậy mà. Ngươi hãy thể hiện đi. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp hoàng tử Ben. Có chịu không? Sao rồi Louis? Không dụ được con ngựa cứng đầu đó hả? Ngươi không thể thắng được ta để tranh giành công chúa đâu. Sẽ nhổ lông các ngươi. Mưu kế là do ta sắp đặt, ngươi chỉ phụ họa vào thôi. Ngươi có quyền gì mà đòi cưới công chúa? Chắc chắn là phụ vương sẽ truyền ngôi cho ngươi. Lại còn đòi thêm công chúa nữa sao? Công chúa sẽ là của ta. Của ta? Của ta? Của ta? Của ta? Ta đã nói là của ta. Ngài thấy không, hai anh của ngài rất là tàn độc, họ muốn hại ngài cho bằng được mà. Chúng tôi cùng cha mẹ sinh ra. Mẫu hậu ơi, chắc người không thể ngờ hai anh lại đối xử với con như vậy, có phải không? Ngài dư sức hạ được bọn lính này, nhưng họ sẽ chạy về báo tin. Hai hoàng tử kia sẽ đề phòng. Được rồi,
Tôi phải giúp ngài thoát khỏi nơi đây mà bọn lính này vẫn không hề hay biết. Anh bạn cáo rất thông minh. Mình có được người bạn tốt này thật là quý. Trong hai hoàng tử con của ta, Anton và Louis, con sẽ chọn ai? Trong hai hoàng tử con ta, Anton và Louis, công chúa, con sẽ chọn ai? Công chúa Alisa. Sao nó lại có thái độ gì lạ vậy? Đôi mắt lại không có thần sắc gì cả. Hay là nó bị bệnh gì chăng? Chàng về rồi. Còn nói ai về? Thưa quốc vương, hoàng tử Ben đã trở về. Như vậy nghĩa là sao? Tại sao con lại vui mừng như vậy hả? Hoàng tử Ben đã trở về sao? Con cũng không biết. Chỉ biết rằng con rất buồn. Nhưng giờ thì con thấy vui vẻ trở lại. Một niềm hy vọng rất lớn. Hoàng tử Ben đang trở về. Hoàng tử Ben của ta đã bị hổ dồ mất rồi mà. Thưa quốc vương, chàng bị hai hoàng tử Anton và Louis ám hại. Khi hai hoàng tử Anton và Louis từ trong rừng ra, nói rằng hoàng tử Ben bị hổ ăn thịt, còn không tin. Hay anh ấy nói rằng đã giết Ben rồi. Trời ơi! Hai hoàng tử liền hăm dọa, nếu con nói rõ ra mọi chuyện cho quốc vương biết thì họ sẽ giết con. Ta thật không ngờ hai đứa con này lại tàn ác đến như vậy. Thưa quốc vương, con xin kể cho ngài nghe tất cả mọi chuyện từ khi con gặp hoàng tử Ben. Ngươi thật thông minh, lại biết ta đã quay trở về. Nào, chúng ta hãy cùng quay về cung điện nha. Có chuyện gì mà quốc vương triệu tập gấp vậy mọi người? Chắc chuyện quan trọng quá. Hay là ngài ban lệnh kết hôn cho một trong hai hoàng tử chăng? Tôi không biết là vậy đó. Chắc là vậy rồi. Ngài hãy lên đây, ta muốn ngài làm một chút chuyện. Chào hoàng tử, ngài đã trở về. Tôi tin chắc là ngài sẽ về mà. Con chào ngài, nhưng sao ngài đứng đây để làm gì? Tôi đang chờ ngài, hoàng tử à. Ngài chờ ta sao? Quốc vương sai tôi ra tận cổng thành đón ngài đó. Tại sao nó còn sống? Ngươi có cho lính canh chừng nó không? Nói vậy là chúng ta chết chắc rồi. Ta có ba hoàng tử, chỉ đặc biệt thương yêu hai con lớn vì cho rằng chúng nó tài giỏi mà bỏ quên hoàng tử Ben. Thật không ngờ bọn chúng không tài giỏi như ta nghĩ, chỉ biết ăn chơi. Được em cứu không biết cảm kích mà lại độc ác muốn giết chết em để chiếm công. Hoàng tử mà không có đức độ thì có xứng đáng hay không? Nay ta ban bố lệnh trước toàn dân vương quốc thịnh vượng. Kể từ nay, Anton và Louis sẽ trở thành thường dân, vĩnh viễn cấm bước chân vào cung điện. Không! Xin phụ vương tha tội! Ta không có hai đứa con tàn ác như các ngươi. Các ngươi sẽ bị đi đày đến một nơi khác. Bây giờ, hãy chuẩn bị lễ cưới cho hoàng tử Ben và công chúa vương quốc cung điện vàng. Ta biết nàng nhớ hoàng tử Adam. Ngày mai ta sẽ xin phụ vương cùng nàng đi tìm anh ấy. Chàng là người rất nhân hậu, nhưng ta buồn vì phụ vương và mẫu hậu vẫn chưa thấy Adam trở về.
Nghe chuyện của công chúa thấy buồn quá. Bản thân tôi cũng rất buồn. Ôi anh bạn cáo, gặp được anh bạn ta mừng lắm. Chúng tôi đang bàn tính việc đi tìm hoàng tử Adam. Cáo có đi với chúng tôi không? Việc đó không quan trọng đâu. Việc này thì quan trọng hơn. Đã đến lúc ngài phải trả ơn cho tôi rồi. Hãy giết tôi đi. Không. Tại sao anh bạn lại muốn chết? Chuyện này là sao? Vậy chứ tôi là con cáo thì sướng lắm sao? Hãy giải thoát cho tôi. Xin ngài làm ơn đi. Ta chưa đền đáp công ơn của anh bạn, mà bây giờ lại bắt ta phải giết bạn cáo nghĩa khí này. Ta làm sao nỡ? Ta cũng không đành lòng. Giết tôi chết, lột da của tôi, làm cho công chúa một cái áo, đó là đền đáp. Còn hơn tôi phải sống thui thủi một mình ở trong rừng. Được rồi, ta sẽ giải thoát cho anh bạn cáo. Và bạn hãy nên nhớ rằng hình ảnh của bạn sẽ ghi nhớ mãi trong lòng của ta. Xin chàng đừng. Mong anh bạn thoát kiếp này, sống lại kiếp khác, trở thành chàng trai dũng mãnh thông minh. Alisa. Hả? Anh Adam. Chuyện này. Phải, chính là ta đây. Do ta bị lời nguyền của mụ phù thủy nên không thể nói rõ được thân phận. Chỉ khi nào có một người nhân hậu cam tâm giết ta thì ta mới giải được lời nguyền. Ta biết hoàng tử Ben là người nhân hậu nên ta đã có ý gả Alisa cho ngài. Bây giờ ta phải về Dương quốc để gặp phụ vương và mẫu hậu. Ngày cưới của hai người ta nhất định sẽ đến. Ít lâu sau, nhà vua truyền ngôi cho hoàng tử Ben. Chàng cai trị Dương quốc với tấm lòng nhân hậu thương dân. Thế là kể từ đó, Ben và Alisa sống trọn đời no ấm và hạnh phúc bên nhau, cùng với hai người bạn trung thành. Hoàng Nhị Phẩm, ngươi đã biết tội của mình chưa? Thưa Ngọc Hoàng, thần đã sai với thiên giới, nhưng thần không thẹn với lòng mình. Ngươi để xuất sinh ở cùng một tầng với bậc thần tiên, vậy mà còn tự nói là mình đúng hay sao? Nếu ngươi đã nói như vậy... Ngọc Hoàng bớt giận. Hoàng Nhị Phẩm, vì lòng yêu thương động vật nên mới làm vậy. Ngọc Hoàng hãy cho cậu ta đầu thai để chuộc lại tội lỗi của mình. Được, ta sẽ cho hắn đầu thai, nhưng với một hình dạng không giống người. Xin Ngọc Hoàng hãy cho cậu ta đầu thai vào nhà kia. Bà ơi, tôi bắt được một con cá nè. Ông giỏi quá à. Nè ông Tư, bà Tư, nay ta muốn ăn nấm, hai ngươi đi vô rừng hái nấm cho ta mau lên. Dạ dạ, tôi đi liền thưa ông. Ngày xưa có hai vợ chồng nghèo hiền lành chất phác, đi ở cho nhà phú ông. Hai vợ chồng đã ngoài 50 nhưng chưa có lấy một lụm con. Thôi bà ngồi nghỉ đi, để tôi hái cho. Tôi khát nước quá ông à. Mà xung quanh đây không có chỗ nào có nước hết á. Một hôm, trong lúc vào rừng hái nấm, người vợ khát nước thì người chồng tìm được cái sọ dừa chứa đầy nước, bèn đưa cho vợ uống. Chắc là nước mưa còn sót lại, mình uống đi. Chúc mừng, bà đã mang thai. Ông ơi, tôi có tin vui báo cho ông nè. Ông ơi, ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, con ngoan, đủ ngày đủ tháng rồi ra với mẹ nha. Chị Tư nghỉ tay, uống ngụm nước cho mát. Dạ thôi, cảm ơn bà chủ. Chị phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Chị ngồi xuống đi, tôi không nói lại với ông nhà tôi đâu. Đây nè,
Tôi thấy chị ăn uống cực khổ quá, chị cầm quả trứng này về tắm bổ nha. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, phù hộ độ trì cho con mình được khỏe mạnh. Mày đã đẻ trứng rồi hả? Giỏi quá. Người vợ hạ sinh một đứa bé, nhưng lạ thay, đứa bé không có tay chân mình mẩy. Trời ơi, cái gì vậy nè? Cứ tròn lông lốc như quả dừa, bà buồn quá định dứt đi, nhưng đứa bé lên tiếng nài nỉ. Mẹ ơi, con là người, mẹ đừng có ném con mà tội nghiệp. Được, được, mẹ không ném con đâu. Từ nay con tên là Sọ Dừa nhé. Dạ, con thích lắm. Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã nhiều năm trôi qua, nhưng Sọ Dừa vẫn như vậy, chỉ là lớn hơn một chút. Việc bà làm không đủ trả nợ cho ta, nên từ nay á bà phải đi chăn bò thêm. Dạ, thưa ông. Mẹ ơi, hay là mẹ xin phú ông để con đi chăn bò đi. Không được đâu, con như vậy không khéo bị bò dẫm chết đó. Mẹ đừng lo, con chăn bò được, con chăn bò tốt lắm đó. Đi đi mẹ. Dạ bẩm ông, bà muốn xin cho thằng Sọ Dừa con bà đi chăn bò nhà ta hả? Dạ bẩm ông, con tôi chỉ xin lấy nửa tiền công, khi nào ông hài lòng thì mới xin nhận đủ. Cục thịt mà cũng đòi đi chăn bò hả? Không khéo lại làm mất hết bò của nhà ta đó. Dạ, cứ cho Sọ Dừa thử một ngày xem sao, nếu không được á thì hãy đuổi. Thôi được rồi, bà về nói với con trai của bà, sáng sớm mai hãy đến đây chăn bò cho nhà ta, buổi trưa ta sẽ sai người mang cơm ra cho nó. Dạ, đội ơn ông. Đây là đàn bò tốt nhất của ta, phải chăn cẩn thận, nếu tụi nó bị đói ta sẽ hỏi tội ngươi, nếu làm mất á thì ngươi phải đền gấp đôi. Dạ thưa ông, tôi chắc chắn sẽ chăn chúng béo tốt và không để mất con nào đâu ạ. Đi thôi. Nếu đàn bò của ta không được ăn no hay bị mất á thì ta sẽ không tha cho nhà các ngươi. Thằng bé đã về rồi thưa ông. Một thời gian sau, Sọ Dừa chăn đàn bò trở nên béo tốt. Ba đứa đâu? Ra đây cha có việc nói. Thưa cha, cha có chuyện gì cần dạy bảo? Bây giờ đang là vụ mùa, người làm phải ra đồng hết rồi. Con Út á thì nấu cơm, con Cả với con Hai á thay phiên nhau đem cơm ra đồng cho Sọ Dừa ăn. Các chị vào nấu cơm, để em mang cơm cho Sọ Dừa cũng được. Nấu cơm á?
Thôi khỏi đi, tụi này đi đưa cơm sướng hơn á. Tại chị á, mà cũng làm em bị dơ theo. Từ nay ngã thì đừng có kêu. Mày phải nhớ, chị ngã em nâng. Biết vậy đó cũng uống nó đi cho rồi. Ê, cục thịt, dậy ăn cơm. Hay là nó chết rồi, chị sờ thử xem. Gớm chết đi được sao mà sờ. Nhìn xác xem có thấy nó còn thở không. Chào hai cô. Để con bé cho. Thôi, tôi nào dám. Ông chủ biết sẽ la đó. Ô, hôm nay mày đem cơm cho sọ dừa đi. Dạ được, vậy các chị nấu cơm giúp em nha. Mày đi về rồi vào nấu, tụi tao đi chơi đây. Cô Út mang cơm cho sọ dừa. Mới đến chân núi, cô bỗng nghe thấy tiếng sáo díu von. Tiếng sáo của ai nghe hay quá. Rón rén bước lên, cô nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Thế nhưng trong phút chốc, chỉ thấy sọ dừa nằm lăn lóc. Thế rồi, ngày nào cô Út cũng mang cơm đến cho sọ dừa. Nhiều lần để ý, cô Út biết sọ dừa không phải là người thường, nên đã đem lòng yêu quý. Chào cô Út. Chào anh sọ dừa. Tôi mang cơm đến cho anh nè. Hôm nay cô Út cho tôi ăn sơn hào hải vị nữa hả? Anh vất vả làm việc, phải ăn mới có sức chứ. Để tôi giúp anh ăn nha. Mẹ ơi, đây là tiền công chăn bò của con. Con trai mẹ thật là giỏi. Mẹ ơi, con muốn cưới vợ. À, con như vậy, làm gì có ai chịu lấy con. Dạ, mẹ cứ đến nhà phú ông, hỏi con gái phú ông cho con đi. Đũa móc, sao dám chòi mắm son hả con. Lấy người nghèo đã khó, lấy con gái phú ông còn bị người ta chê cười cho. Mẹ cứ nghe lời con đi, con chắc chắn sẽ lấy được con gái phú ông. Sáng sớm mai mẹ qua đó hỏi vợ cho con đi. Người đến tìm ta có chuyện gì không? Vì sao lại mang trầu cao sang đây? Bẩm ông, hôm nay tôi đến đây là để hỏi vợ cho con trai tôi là thằng sọ dừa. Nhà các ngươi nghèo hèn, làm sao mà xứng với con gái của ta? Huống chi con của ngươi còn không ra hình người. Dạ, chỉ cần ông chịu gả con gái cho con trai tôi, ông yêu cầu sính lễ thế nào, chúng tôi cũng sẽ chấp nhận. Được lắm. Vậy thì về bảo thằng sọ dừa chuẩn bị một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 giò rượu tâm. 3 ngày sau đem đến, ta sẽ gả con gái cho.
ông ấy đồng ý gả, nhưng phải mang được một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 vò rượu tâm sang làm lễ vật. Nhà mình nghèo lắm. Thôi, không cần lấy vợ làm gì đâu con. Mẹ yên tâm, đến ngày đó con sẽ có đầy đủ lễ vật. Thưa ông, tôi mang sinh lễ đúng với ông yêu cầu. Trong các con, ai muốn lấy sọ dừa? Người không ra người, ngỗm không ra ngỗm. Con không thèm. Cục thịt đó, có cho con còn dứt đi. Vậy còn ý của con thế nào? Dạ thưa, cha đặt đâu thì con xin ngồi đó. Thưa ông, nhà trai đang qua. Ngươi là ai? Dạ bẩm, con chính là sọ dừa. Xin phép cha cho con được rước vợ con về nhà. Lúc rước dâu, chẳng ai thấy sọ dừa trọc lóc xấu xí đâu. Chỉ thấy một chàng trai khôi ngu tuấn tú. Mọi người thấy vậy đều cảm thấy sửng sốt và mừng rỡ. Còn hai cô chị thì vừa tiếc lại vừa ghen tức. Trời ơi, tao nhất định phải lấy sọ dừa làm chồng. Em cũng muốn. Từ ngày ấy, vợ chồng sọ dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Không những thế, sọ dừa còn tỏ ra rất thông minh và ngày đêm miệt mài đèn sách. Hãy dùng nó đến khi cần. Mình ơi, nghỉ ngơi một lát đi rồi học tiếp. Sắp thi cử rồi, anh phải chăm chỉ học đặng thi cử cho tốt. Vậy anh cứ học đi, để em quạt cho anh học bài. Con đã về. Chị ơi, xem kìa, chồng con Út mới vậy mà lại đổ trạng nguyên. Con Út mới thật là may mắn. Không thể để nó sống hạnh phúc như vậy được. Anh phải đi xứ một tháng. Mình ở nhà giúp anh chăm sóc mẹ già nha. Dạ, mình cứ yên tâm. Việc ở nhà đã có em lo. Đây là những vật dụng cần thiết, em lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Út ơi Út! Dạ, hai chị sang chơi. Thấy em ở nhà có một mình thui thủi, nên hai chị qua đây rủ em đi chơi. Dạ thôi, em không muốn đi chơi. Ở nhà còn mẹ chồng tuổi già sức yếu. Chị em mình chỉ đi chơi một tí rồi về, chứ có đi đâu xa đâu mà lo. Phải đó, em không đi á là hai chị buồn lắm á. Đi đi ốm. Dạ, để em vô xin phép mẹ rồi đi với hai chị. Hai chị bảo đi chơi một chút, lại đi thuyền ra biển thế này. Thì đi ngắm biển một lát rồi về. Cô Út xem kìa, chim hải âu đang bay đó. Nhân quan trạng đi vắng, hai chị em sang rủ cô Út ra biển, rồi cứ thế lừa đẩy cô em xuống nước. Cô Út bị cá kình nuốt chửng, nhưng may có con dao mà thoát chết. Cô giặt vào một hòn đảo, lấy dao khoét bụng cá chui ra, đánh đá lấy lửa nướng thịt cá ăn. Sống được ít ngày trên đảo, quả trứng cũng kịp nở để làm bạn cùng cô Út. Đã 3 tháng, kể từ ngày cô Út dạt lên hòn đảo quan, cô đã tự dựng nhà để ở, dần làm quen với cuộc sống trên đảo. Nhưng cô vẫn luôn lo lắng về những người thân.
Ước gì ta được về đất liền để đoàn tụ cùng gia đình. Phải thuyền quan trạng, rước cô tôi về. Cảm ơn nhà ngươi. Ơn cứu mạng của quan trạng từ ngày ở thiên đình, bây giờ tôi mới được đền đáp. Vĩnh biệt. Đưa vợ về nhà, quan trạng giấu vợ trong nhà không cho ai hay biết. Hai cô chị thấy quan trạng về thì khấp khởi mừng thầm, tranh nhau kể chuyện của em rủi ro ra chiều thương tiếc lắm. Chúng tôi là chị em như hình với bóng. Giờ có Út mất, tôi xin được thay của Út mà chăm lo cho quan trạng. Không, tôi lớn, tôi phải là người thay của Út chăm sóc cho quan trạng mới đúng đó. Không, tôi mới đúng. Không chịu. Dạ tôi. Chồng em thì em xin phép được chăm sóc. Con dâu tôi vừa chết, thật là mai phước mà. Hai cô chị nhìn thấy cô em thì xấu hổ quá, lén bỏ ra về rồi từ đó bỏ đi được xứ. Vợ chồng của Út và Sọ Dừa chăm chỉ hiền lành, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Ngày xưa có hai chị em cùng cha khác mẹ. Chị tên Tấm, em tên Cám. Mẹ Tấm mất sớm, cha Tấm cũng qua đời sau đó không lâu. Tấm ở chung với dì ghẻ là mẹ Cám. Cám! Cám đâu? Cám đâu? Đi đồ ăn sáng lên coi. Chị đây. Chị nấu đồ ăn sáng cho em và mẹ từ sớm. Chị đang nhặt rau, chị múc cho em luôn rồi đó, em ăn đi. Chị đó, chị đâu có thương gì tôi, chị muốn tôi nói chết chứ chị. Nóng quá à, chị muốn giết tôi sao? Mẹ ơi, mẹ lên đây mà xem nè. Mẹ, chị Tấm muốn giết con, cho con ăn đồ nóng. Sao vậy Tấm? Dạ, con mang thức ăn lên cho em. Thức ăn nóng, ăn thì em phải thổi chứ. Con trả theo với mẹ nữa chứ. Mẹ xử chị ấy giùm con đi. Tấm, con là chị, phải thương yêu giúp đỡ em chứ. Thức ăn nóng, con quạt cho nguội rồi mới đưa cho em ăn. Con đã nấu ăn rồi, con đang làm nhiều việc nữa chưa có xong. Con nói thì sao? Có mấy việc giặt à, rửa chén đi chợ nấu cơm, quét nhà trồng rau đầu mương cày ruộng mà con cũng than thở làm sao? Chị lười đó mẹ, phạt chị đi mẹ. Thôi thôi ăn đi. Tấm, sao chưa chịu đi chăn trâu nữa? Dạ. Các em thật là hạnh phúc. Giá mà mẹ chị cuộc sống. Được rồi, được rồi, chị hiểu rồi. Nè, giờ tới lượt em ha. Chị thấy ở gần đình làng có nhiều cỏ xanh, chúng ta cùng đi nào. Nóng quá à, chị muốn giết tôi sao? Sao vậy Tấm? Dạ, con là chị, phải thương yêu giúp đỡ em chứ. Ôi, đẹp quá. Ôi, đẹp quá. Tại vì hai con á cứ thích hơn thua việc ở trong nhà. Mẹ sẽ xem ai làm tốt hơn, người làm tốt sẽ được thưởng yếm đỏ. Thật hả gì? Đúng vậy. Hai đứa đi xúc tép cho mẹ, chiều nay mẹ kiểm tra xem ai xúc được nhiều tép hơn thì sẽ được tặng yếm đỏ. Nhưng mà đứa nào lười biếng không xúc được tí gì sẽ phải nhịn cơm tối, nghe chưa? Dạ được, con cảm ơn dì. Mẹ, con đâu biết xúc tép đâu, nên con sẽ thua, không được yếm đỏ. Mẹ không thương con hả? Con gái cưng à, mẹ phải làm vậy để người ta không nói mẹ thiên vị con ruột hay con chồng chứ. Còn chuyện bắt tép thì... Nè, em khám xuống đây với chị. Chỗ này chị hay xúc được nhiều tép lắm. Nắng lắm, xuống đó sẽ đen dài em mất thôi.
xong rồi nè, ta về chưa? Ôi, chị Tắm ơi, tóc chị lấm lem hết rồi. Chị mau ra đằng xa kia rửa đi, không thôi hả, về mẹ mắng chết nè. Chị Tắm ơi, đầu chị lắm, chị hợp chết sau, kẻo về mẹ mắng. Ủa, Cám ơi, em đâu rồi? Cám, tép đâu mất hết rồi. Cám, em nỡ làm như vậy với chị sao? Sao con khóc? Ông là ai? Ta là Bụt, chuyên giúp đỡ những người tốt gặp hoạn nạn như con. Con có chuyện gì vậy? Con bị em Cám lừa. Tối nay con sẽ không được ăn cơm. Con hãy nhìn kỹ trong giỏ xem. Là con cá bóng. Được lắm, con hãy thả chú cá bóng này xuống giếng. Ngày ngày con cho nó ăn cơm. Con hãy hát bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo qua nhà người. Dạ, con cảm ơn Bụt. Thưa dì, con mới về. Ừ, con đi bắt tép lâu như vậy chắc được nhiều lắm ha. Dạ con. Có mỗi một con cá mà con đi mãi bây giờ mới về, vậy mà con còn tị nạnh việc nhà với em Cám. Nó đi có một lát mà xúc được đầy giò kìa. Con. Ôi, tại vì ngày thường con không muốn thể hiện thôi, chứ con mà ra tay thì việc gì cũng xong. Con thấy đó, mẹ thương cả hai đứa đồng đều, không phân biệt con chồng hay là con ruột. Nhưng con thua cuộc thì từ rày phải làm hết việc nhà. Cám được yếm đỏ. Con xin phép dì, con ra sau nhà nấu cơm. Bóng ngoan của chị, đây là nhà bóng. Bóng giỏi quá à. Có bóng làm bạn, chị sẽ không còn buồn khóc nữa. Nhưng mà bóng ơi, khi nào nghe chị hát thì bóng mới được lên ăn đó nha. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng bóng bang bang. Tắm, nghe chị dặn nè. Dạ. Con chăn trâu nhớ chăn đồng xa, chăn cỏ đồng nhà, người bắt mất trâu. Dạ dân ạ. Tâu bệ hạ. Dạ, thần nhầm. Bẩm công tử, có con gái của quan tổng đốc 16 tuổi tên là... Thiếu nữ, nàng có sao không? Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Cô gái kia, thật là vô lễ, mau quỳ xuống. Thưa ngài thứ lỗi, con trâu của tôi tự động phóng ra, nhưng do ngài phi ngựa nhanh quá. Hỗn láo, dám bắt lỗi. Cứ để cô nương đây nói. Ngài xem, đường làng thì nhỏ như thế này, mà ngài lại phóng ngựa bất chấp như vậy. Lỡ có người già hoặc trẻ nhỏ không tránh kịp thì sao? Người dám. Không phải sao? Ta xin lỗi vì đã khiến nàng hoảng sợ. Dạ thôi bỏ qua, tôi còn có việc phải làm. Một cô thôn nữ cứng cỏi. Công tử ơi, chúng ta phải làm việc tiếp. À, con gái hoàng thượng thư. Mau về nhanh gặp các đại thần. Công tử. Con đó, tính lừa mẹ phải không?
không có cái gì hết hả? Rõ ràng là có mà mẹ. Tắm vừa cho ăn vừa hát, vui vẻ lắm. À, vừa cho ăn vừa hát, bỗng bỗng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn hoa quả, cơm hẩm cháo hoa nhà người. Trời ơi, con cá bóng to quá. Mẹ, bắt nó đi mẹ, bắt nó nấu cháo cá ăn đi mẹ. Bổng ơi, hôm nay chị có chuyện vui kể cho em nghe nè. Bổng bổng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bổng ơi, em đâu rồi? Hay là em ốm rồi? Tắm con đừng tìm nữa, Cao Bóng đã bị mẹ con Cám bắt ăn thịt rồi. Hả? Bóng! Con mau tìm xương Cao Bóng, bỏ vào 4 cái lọ, đem chôn ở 4 chân giường đi. Mai mốt sẽ dùng đến. Tội nghiệp Bóng quá. Xin lỗi Bóng, chị đã không thể bảo vệ em. Dù không hiểu ý Mục, nhưng ta vẫn tìm xương của em để chôn cho đàng hoàng. Cảm ơn, em thật giỏi. Giờ chị có thể chôn Bóng được rồi. Mẹ ơi, mau lấy chồng cho con đi mẹ ơi. Cái gì? Mau lên đi mẹ, ở ngoài đình làng dán thông báo đó. Bộ ngoài đó phát chồng miễn phí hay sao mà ra danh? Nhà vua mới lên ngôi, mở hội ca hát múa ở kinh thành cho mọi người coi thoải mái. Có liên quan gì tới chuyện lấy chồng của mày đâu con? Có chứ, hội lớn như vậy thế nào cũng có Dương Tôn công tử đến xem. Con muốn lấy chồng vừa giàu vừa đẹp trai, nhưng mà con chưa có đồ đẹp để mặc đi chơi hội. Mới mai độ tuần trước mà. Mặc một lần ra chợ ai cũng nhìn thấy là cũ rồi. Không, con muốn đồ mới kìa. Mẹ mua đồ mới liền cho con đi. Ê, con đó chỉ biết nước đánh chân mới nhảy. Mẹ đã biết tin này từ trước, đã chuẩn bị quần áo mới cho con rồi. Hả? Thiệt hả mẹ? Thương mẹ nhất, mẹ của con là nhất hả? Mau lên đi, đi thay đồ nhanh lên. Mẹ ơi, coi con nè. Con của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp. Ôi, vui quá. Thưa dì. Sao đó? Thưa dì, xin dì cho con đi hội. Chị ăn mặc xấu xí thế kia mà cũng đòi đi à? Em Cám đừng nói vậy. Thưa dì, con đã giặt đồ, chẻ củi, nấu cơm, lau bàn ghế, cho gà ăn, hái rau xong hết rồi. Đương nhiên là con được đi rồi. Mẹ. Dạ. Nè, con chịu khó ở nhà lựa xong chỗ này mới được đi nghe chưa? Nhiều quá. Để đi hội về rồi con làm có được không ạ? Không được. Thóc này phải đem giao cho người ta sớm, giặt xong rồi mới được đi đó. Vì sao con khóc? Bụt ơi, con đã làm hết việc nhà để được đi dự hội, nhưng vì ghẻ đã trộn thóc và gạo vào, bắt con nhặt xong mới được đi dự hội. Được rồi, ta sẽ giúp con.
Ôi, con cảm ơn Bụt. Vậy là con được đi dự hội rồi. Khoan đã, không phải con vẫn cần quần áo đẹp để đi dự hội hay sao? Dạ, con... Bây giờ con hãy đào những cái lọ chôn xương cá bóng lên, sẽ có đồ đẹp để đi hội. Ôi, đẹp quá. Cảm ơn Bụt đã giúp con đi lễ hội được lộng lẫy như vậy. Mẹ, mẹ nghĩ chị Tắm có kịp đi hội không? Chị làm nhanh lắm. Con yên tâm đi, chỉ có thần tiên hạ phàm thì may ra mới giúp được nó thôi. Thưa bệ hạ, người mau quay về. Các người nói mãi một chuyện mà không chán sao? Lợi dụng lễ hội tuyển hoàng hậu cho ta, rồi đưa người ta không thích vào. Thưa bệ hạ, chúng thần không dám. Đừng đi theo ta nữa. Cô nương, dừng lại, cho ta hỏi. Chúng ta phải đi nhanh cho kịp dự lễ hội, rồi còn phải về nhà trước giờ gì ấy và cám trở về. Cô nương à, cô nương. Không, chiếc hài của tôi, mất chiếc hài quý Bụt ban cho ta rồi. Chẳng phải chiếc hài đó của cô nương vừa rồi hay sao? Tâu bệ hạ, là một chiếc hài quý, không thể là của một cô gái tầm thường được. Nếu đã vậy, ta thử một lần đánh cược vào số trời. Dạ vâng ạ. Chỉ mong người chịu cán vợ cách nào cũng quý. Thông báo gì mà lạ vậy? Dễ như vậy sao? Mẹ, thật đúng là số trời, cơ hội của con đến rồi. Đức vua Giá Lâm. Thiên hạ giảm quy, giảm quy, giảm giảm quy. Chấm miễn lễ, mọi người hãy bình thân. Nhà vua kìa, trẻ tuổi đẹp trai quá. Mẹ ơi, đẹp trai quá à. Còn bớt bớt lại đi, không giữ tí tôn nghiêm thục nữ gì hết sao? Phải tỏ rõ sự danh giá của nhà ta chứ. Quanh đây nhan sắc không ai bằng con, con phải bình tĩnh. Đây là chiếc hài thêu tinh xảo hiếm có, ta nhặt được trên đường đến lễ hội. Âu cũng là điềm lành trời ban, nên trong ngày hôm nay, bất cứ cô nương nào chưa thành gia thất đi vừa chiếc hài này sẽ trở thành hoàng hậu. Đúng là hiếm có quá. Mình có từng xảy ra nó làm trời tránh ra, tránh ra. Bà ơi, cẩn thận đó. Cảm ơn cháu. May bà có cháu đến kịp lúc, không thì bà đã té và bị đám đông dẫm phải rồi. Bà có bị đau ở đâu không? Nhà bà ở đâu? Để cháu đưa bà về nha. Bà chỉ mệt thôi, ngồi nghỉ một lát là khỏe. Cháu mau đi dự hội thứ hai đi. Hội thứ hai là sao hả bà? Cháu chưa biết sao. Nhà vua nhặt được một chiếc hài rất đẹp, nên ra lệnh cho ai đi vừa chiếc hài sẽ lấy người đó làm vợ. Cháu vừa xinh đẹp lại tốt bụng thế này, nếu trở thành hoàng hậu thì đúng là điều tốt. Nhưng cháu không thể để bà ngồi ở đây một mình được. Để cháu đưa bà về nhà trước. Nhưng việc thử hài chỉ trong ngày hôm nay thôi.
Nếu cháu đến trễ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Không sao đâu ạ, cháu đi ngựa nên có lẽ sẽ nhanh thôi. Bà hãy bám vào người cháu để lên ngựa, cháu đưa bà về. Đang chút nữa. Hương dạy. Được. Mời người kế tiếp. Lùi ra. Chiếc hài là của cám con ta, mau nhường chỗ cho hoàng hậu tương lai đi. Tôi đi vừa rồi đây. Không vừa, mau trả chiếc giày lại, mời người kế tiếp. Vừa rồi, đây chính là chủ nhân của chiếc hài muôn tâu bệ hạ, xin mời cô nương. Cảm ơn ngài. Hả? Là con Tắm. Là nàng, cô gái chăn trâu ta đã có duyên gặp gỡ. Người là công tử phóng ngựa hôm nọ. Thiếp xin bệ hạ thứ lỗi vì đã bất kính. Không sao, chưa từng có cô gái nào dám mạnh mẽ, không sợ quyền thế mà góp ý với ta như vậy. Cũng chính điều đó đã khiến ta không thể quên nàng. Bệ hạ đừng cười thiếp. Nàng tên gì? Thiếp là Tắm. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Ta tuyên bố nàng Tắm sẽ trở thành hoàng hậu. Mẹ, chị Tắm thành hoàng hậu rồi kìa. Mẹ ơi. Mẹ. Cái thứ đổ mất thì trò mâm xong. Lần này ngoài lễ vật và quà biếu cho dì và em nàng, ta muốn có nhiều người theo hầu nàng chu đáo. Bệ hạ không cần làm vậy đâu. Thiếp không muốn trong mình có vẻ phô trương quá. Nhưng ta để nàng đi một mình, ta không yên tâm. Bệ hạ quá lo rồi, thiếp về dỗ cha thôi mà. Tâu bệ hạ, sứ thần đã đến rồi. Bệ hạ hãy vào đón sứ thần đi. Thiếp lên đường cho sớm. Thiếp sẽ mang theo một nữ tỳ cùng lính hầu cho bệ hạ yên tâm. Em xem, đây là cái giếng lúc trước tay gánh nước ở đây nè. Hoàng hậu giỏi quá, chuyện gì ngươi cũng biết làm hết. Không chỉ gánh nước thôi đâu, hoàng hậu nhà ngươi còn biết hái cao, têm trầu cánh phượng rất là đẹp nữa. Dạ, dì quá khen con. Dì đâu có nói quá đâu. Quả thật, từ khi con lấy chồng, nhà này thật là trống vắng. Dì và em rất là nhớ con. Hôm bữa cá mới bị đứt tay, thế là đám giỗ lai quay mãi vẫn chưa có ai hái cào hết. Chị để con kêu người làm cho. Con đã có lòng thì phải tự mình lên hái cao mới tỏ lòng hiếu thảo chứ. Chẳng lẽ khi là hoàng hậu rồi á, con không còn là con gái của cha con nữa hay sao? Con giờ là hoàng hậu cao quý rồi, thôi thì để dì làm. Kỳ gì? Dì để cho con làm. Nàng Tắm vì muốn tỏ lòng hiếu kính với người cha cả quốc nên đích thân trèo hái cao cúng cha. Dì ơi, nhưng đâu dì ngờ lúc nàng trèo lên thì mẹ cám liền chặt cây cao để hại nàng. Dì gõ kiến cho con, sao mà kiến lưỡng nhiều quá à? Mẹ, sao rồi mẹ? Mau khóc lên, la lên đi. Dạ. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu sao vậy nè? Cứu hoàng hậu, hoàng hậu có chuyện rồi. Tâu bệ hạ, em của hoàng hậu, cô cáo uống rồi, đang đợi bệ hạ.
Dạ tâu bệ hạ, hoàng hậu Tâm Vân sâu bị tai nạn mất sớm. Nguyện vọng cuối cùng của hoàng hậu là xin cho em gái là Cám được thay Tâm Hầu hạ bệ hạ. Xin bệ hạ chấp thuận. Nguyện vọng cuối cùng sao? Được rồi, bố trí cho họ đi. Dạ, đa tạ đức vua. Tâm ơi, cái chết của nàng thật không rõ ràng. Ta phải giữ mẹ con dì ghẻ của nàng ở lại cung, để xem họ có lộ sơ hở gì không. Chim vàng anh, sao lại biết khúc hát của vợ ta? Vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Thưa bệ hạ, thần đã sắp xếp chỗ ở cho mẹ con Cám, nhưng thần không hiểu sao bệ hạ lại để cô Cám thay thế hoàng hậu. Ngươi cử người theo dõi họ thật sát. Hãy làm cho ta một cái lồng vàng cho chim vàng anh của ta. Dạ, tuân lệnh bệ hạ. Rất kỳ lạ, con chim đó làm sao sánh mặt con gái xinh đẹp của ta mà nhà vua không thèm để ý chứ. Bệ hạ luôn trò chuyện với con chim một cách trìu mến, không rời nửa bước. Hả? Có khi nào nó là chị Tắm hóa thành? Con đừng có tưởng tượng lung tung, lỡ lợi ra là chết đó. Mẹ con ta đã đến được vị trí này là phải giữ cho vững, biết chưa? Dạ. Lát nữa nhà vua đi ngủ, chúng ta sẽ bắt con chim đó và cho nó biến mất luôn. Ôi, mẹ ơi, con sợ quá. Nghe nói vua bảo vệ con chim đó kỹ lắm, lỡ mà... Mạnh mẽ lên, con giờ là hoàng hậu chỉ dưới một người, trên vạn người. Nếu không mạnh mẽ ra tay, sau này làm sao cai quản cái cung này chứ? Con chưa làm hoàng hậu chính thức mà. Tất cả chỉ là thủ tục thôi. Nếu con chiếm được trái tim của nhà vua, con sẽ có tất cả. Giờ con phải mạnh mẽ lên, hãy giết chim vàng anh. Vàng anh của ta ngủ ngon nha. Mẹ ơi, chỗ nào cũng có lính canh, sao mình bắt con chim được? Không phải nó đang trùm mền sao? Chọc nhang mê hồn hương này vào cho nó ngất đi rồi bắt ra. Chỉ cần cái nhang này là đủ rồi. Mẹ ơi, con sợ. Hay là mình kể nó đi mẹ. Một con chim thì làm được gì? Cái con mũi này lớn rồi mà cái gì cũng mẹ mẹ. Đến đây rồi còn sợ thì sao có thể làm hoàng hậu chứ. Vào nhanh đi nhang nè. Mẹ đứng đây canh cho. Mau đi chôn xác nó đi. Mày phải quay về cặp chân bọn tỳ nữ cho chúng không hỏi han là con ở đâu. Từ nay không còn chim vàng anh nữa, vua sẽ phải chú ý tới ta. Đã tìm thấy vàng anh của ta chưa? Bệ hạ bớt giận. Có biết được ai làm không? Như vậy nghĩa là sao? Bao nhiêu lính canh mà không bắt được ai, không nhìn thấy ai sao? Xin bệ hạ xá tội, lính canh cũng không ngờ vàng anh bị bắt mất. Khi bệ hạ kiểm tra sáng nay mới biết à. Nhưng ai mà lại muốn bắt một con chim chứ? Phải, ta cũng tự hỏi. Hình như ta nhớ ở đây đâu có hai cây xoan đào này. Để thần đi hỏi người làm vườn. Không cần, cứ để cây ở đây. Gió thật mát, giống như là nàng Tâm từng quạt cho ta. Người đâu, mang giọng đến đây cho đức vua.
Vậy xin bệ hạ ngồi nghỉ cho hạ quả, để thần tiếp tục điều tra vụ chim vàng anh. Con gái mẹ sao vậy? Mẹ cười, mấy ngày nay nhà vua nếu không bận tìm vàng anh thì lại ra cây xoan đào hống má. Không á thì diện cớ bận việc triều đình chẳng hỏi han gì đến con hết á. Làm hoàng hậu chẳng vui chút nào. Con gái yêu ơi, lau nước mắt đi, không việc gì phải lo lắng hết. Người đâu? Dạ. Nhà vua đi chinh phạt xa, hoàng hậu một mình muốn có khung cưỡi để dệt vải mai long bào cho đức vua khi đức vua trở về. Các ngươi hãy chặt hai cái son đào này cho ta. Dạ. Con gái mẹ sao vậy? Nhà vua lại đi xa rồi, con thấy làm hoàng hậu có gì đâu mà vui. Còn đó, thật chẳng ra sao hết. Mẹ có món quà này tặng con nè. Ôi, mẹ hay quá, khung cưỡi thật là đẹp, nhưng mà con đâu có biết dệt. Không biết á thì cũng là hổ biết. Con phải giả làm một trăm anh, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang mọi việc thì nhà vua mới vừa mắt vừa bụng. Con hiểu chưa? Mẹ, mẹ có nghe thấy gì không? Nghe gì? Tiếng gió thôi mà. Con nhát gan như vậy chứ. Kẻo cà kẻo kẹt, ai làm chuyện ác có ngày không yên. Kẻo cà kẻo kẹt. Mẹ ơi, người đâu, người đâu? Cháy, cháy rồi, mau đến dập lửa. Người đâu? Mẹ ơi, con sợ quá à. Liệu đốt ra trò rồi có yên không? Con để đó, đã có mẹ lo. Mẹ sẽ hốt trò lén đổ thật xa ngoài kinh thành. Con cứ yên tâm mà làm hoàng hậu. Cái thứ đũa mốc mà chọi mâm son hả? Từ nay con cám con ta sẽ trở thành hoàng hậu. Ta mới đi có mấy ngày mà hai cây xoan đào đâu rồi? Tâu bệ hạ, nghe người hầu nói lại là cô cám muốn dệt cưỡi nên cho đốn hai cây xoan đào làm khung cưỡi rồi. Cái gì? Ai cho đàn ta tự tiện vậy? Bệ hạ bớt giận, dù đàn ta chưa chính thức làm hoàng hậu nhưng cũng được xem như hoàng hậu rồi, người hầu cũng không dám cãi. Vậy cái khung cưỡi đâu? Bẩm, hôm trước ở điện của cô cám có cháy nên cái khung cưỡi cũng cháy mất rồi ạ. Vợ ta thì chết không minh bạch, vàng anh mất không tìm ra kẻ trộm, hoàng cung thì cháy, các ngươi làm ăn vậy hả? Các ngươi thật là vô dụng. Từ chỗ đóng tro bị dứt đi, giờ đây bất ngờ mọc lên cây thị có duy nhất một quả tỏ hương thơm ngát. Trời, nắng quá đi mất. Mùi gì thơm quá vậy? Ôi, kỳ lạ thật. Cây to như vậy mà chỉ có mỗi một quả. Hay là thị ơi, thị rụng bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Thị ngoan, từ nay chúng ta sẽ bầu bạn với nhau nha. Mẹ, mau dâng lên cho nhà vua đi. Nhưng bệ hạ đã bảo mẹ con mình đừng đến quấy rầy. Trời ơi, con khờ quá. Đây là thời cơ tốt nhất để con lấy lòng đức vua, chính thức trở thành hoàng hậu. Bệ hạ, bệ hạ đang làm gì đó? Bệ hạ gần tay ăn yến đi cho khỏe. Xin cám cô nương để tôi cầm cho.
bệ hạ. Để thiếp đắm bớt cho bệ hạ thư giãn nha. Cám cô nương, xin cô quay về đi. Kẻo bệ hạ nổi giận thì cô cũng không gánh nổi đâu. Ta đây rồi. Nàng về cung đi. Cám, Cám, không vậy con, chờ mẹ với. Dù Cám đã được vào cung nhưng đức vua vẫn không để ý. Trong khi đó, thì tại ơi, nhà bà lão nhặt bà được quả thị đây. Bỗng có điều kỳ lạ xảy ra. Hả? Sao nhà ta lại ngăn nắp sạch sẽ thế này? Thì ở nhà cả ngày nay, có biết ai đã đến nấu cơm và dọn dẹp cho bà không? Lạ lắm nha. Từ ngày thị ở đây, ngày nào nhà bà cũng sạch sẽ, có đồ ăn nóng hổi mà bà không biết ở đâu ra. Hay là... À, bà chợt nhớ ra bà còn quên đồ ở ngoài chợ, phải đi lấy thôi. Thị ở nhà, trông nhà cho bà nha. Bà đi vội quá, không kịp đậy mâm cơm nữa. Ta phải đậy lại mới được. À, cô tiên trái thị. À, bà. À, là con hôm lễ hội đã giúp đưa bà về. Dạ. À, chắc hẳn ông trời biết ta cô độc nên ban con cho già này để bầu bạn lúc tuổi già. Ta xin con hãy ở lại đây, chúng ta cùng chăm sóc cho nhau. Dạ, tạ ơn bà đã giúp con. Bà đã cứu mạng con, ơn này con không bao giờ quên. Xin cho con được nhận người là mẹ. Con gái ngoan. Người trà tới đâu rồi? Bẩm bệ hạ, sau khi điện của cô Cám bị cháy, mẹ của cô ấy đã lén chạy ra ngoài thành ngay trong đêm để làm gì đó không rõ. Vì ghé ra ngoài thành theo hướng nào? Thưa là hướng... Bệ hạ! Bệ hạ! Thì té trật chân rồi! Thân thiếp đau quá! Người đâu? Mau đỡ cô Cám dậy! Dạ! Mau, chuẩn bị ngựa, chúng ta xuất cung. Bệ hạ, đừng đi, thiếp hết trật chân rồi. Thiếp muốn hát cho người xem được không? Tầm xanh tầm trắng là vàng bông, áo xanh áo hồng. Thiếp thích ra mặt có đồ bông. Kìa tuấn mã của ta, sao lại không đi nữa? Tâu bệ hạ, có lẽ con ngựa cũng đã mệt rồi. Người đi cả ngày hôm nay, mà trời thì nắng thế này. Thôi được rồi, chúng ta nghỉ đây một lát. Có ai ở nhà không? Chúng ta muốn xin một chén trà. Xin chào khách quan, xin ngồi chờ một lát. Chúng tôi đang têm trầu, sẽ đem ra cho quý ngài dùng ngay. Xin mời khách quan. Thưa bà, cho ta hỏi, ai là người đã têm trầu này? À, chẳng giấu gì khách quan, đây là trầu do con gái của tôi têm. Bà lão à, liệu có thể cho ta gặp con gái của bà hỏi chút chuyện được không? Bà lão, đây là nhà vua đó, chẳng lẽ bà muốn kháng lệnh của vua hay sao? Tâu bệ hạ, thần không có ý đó, thần sẽ gọi con gái của mình ra ngay. Tắm ơi, Tắm. Tắm, hoàng hậu của ta, nàng còn sống, làm sao nàng lại đến đây? Chân bệ hạ, thiếp còn sống, gặp được người, thiếp mừng quá. Thiếp đã trải qua rất nhiều gian nan, đây là mẹ nuôi, là người ơn đã cứu giúp thiếp được như ngày hôm nay. Cảm tạ bà đã giúp đỡ hoàng hậu của ta. Xin cho phép ta đón bà vào cung để phụng dưỡng. Người đâu? Dạ. Mau đưa hoàng hậu hồi cung. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Vậy là sau 4 lần quá kiếp, nàng Tắm hiền lành đã nhận được phép màu quay về làm hoàng hậu. Nhà vua cũng biết được tất cả những âm mưu của mẹ con Cám. Các ngươi thật to gan, dám 5 lần 7 lượt bày mưu hại người.
mai mà hoàng hậu tắm ở hiền gặp lành, cuối cùng cũng thoát khỏi tai kiếp, nên nay chúng ta được sum họp với nhau. Dạ, xin tha tội. Chúng tôi vì tham lam phú quý, ganh tị với tắm nên mới mưu hại nàng. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ ăn năn hối cải, không dám làm điều sằng bậy nữa. Tâu bệ hạ, hai người dù gì cũng là người thân của thiếp, xin bệ hạ tha chết cho họ. Thôi được, hoàng hậu nhân từ, ta tha cho hai người được sống, nhưng phải đi biệt xứ, không bao giờ được trở về kinh thành nữa. Đội ơn bệ hạ và nàng tắm. Đội ơn bệ hạ và nàng tắm. Đội ơn bệ hạ và nàng tắm. Thế là từ đó, nhà vua và nàng tắm sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.